ai cũng có ước mơ. Quang mới 10 tuổi thôi, nhưng đã phải tự kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Sáng đi học, tối về nó lang thang khắp các con hẻm nhỏ cùng với thúng đậu phộng luộc, mong đắp đổi bữa cơm và con chữ. Cuộc sống nghèo nàn khiến mẹ bỏ ba đi, một mình ba tần tảo đạp xích lô nuôi hai anh em nó lớn khôn. Ba, hay là con nghỉ học rồi đi làm phụ ba nha. Nhà mình khó khăn, nếu cả hai anh em cùng đi học thì không được đâu ạ. Con không được nghĩ như vậy, phải có cái chữ để thành người con ạ. Mỗi lần nhìn thấy ba ốm yếu gầy gò theo từng vòng xe xích lô, mình thấy thì có lỗi. Ba ơi, nhất định con phải quyết tâm học thiệt tốt, để sau này lớn có thể lo cho ba và em. Bữa nay các con hãy chia sẻ ước mơ của mình nha. Nào Mai Anh. Thưa cô, con muốn làm bác sĩ ạ. Dạ, con muốn làm nhà khoa học. Con muốn làm công an. Dạ, ước mơ của con là ba con không phải đạp xích lô nữa ạ. Thế mà cũng gọi là ước mơ à? Con là một người con hiếu thảo. Cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta những thử thách. Với nghị lực của mình, cô tin con sẽ vượt lên khó khăn. Cả lớp trật tự. Cô rất buồn vì thái độ của cả lớp. Tại sao đó không phải là ước mơ? Với cô, đó là một ước mơ rất chính đáng, rất đẹp. Qua đây cô mong lớp mình hãy cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn để đến trường nha. Con chào cô. Sao con đi bán về muộn thế? Cô ghé thăm gia đình và cố đợi con về. Dạ thưa cô, cô mang cho con ít cuốn tập mới và dụng cụ học tập. Cô đã biết hoàn cảnh của con rồi. Con cứ yên tâm tới trường, cô và các bạn luôn bên cạnh con. Ba đã nghe cô kể về con. Ba còn khỏe, ba còn lo được cho hai anh em con. Điều ba mong nhất là con sẽ học hành thiệt tốt. Con không được vì khó khăn mà bỏ cuộc nha. 20 năm sau. Tại sao tôi đã chuyển tiền, có giấy ký nhận rồi mà người nhà vẫn chưa nhận được? Dạ thưa cô cho phòng giao dịch có thời gian kiểm tra lại nha cô. Chắc có sơ suất gì ở đây ạ? Bình thường tôi chỉ cần chuyển trong ngày là nhận được. Nay đã 3 ngày mà vẫn chưa nhận được. Ngân hàng không thể để khách chờ đợi lâu như thế. Có chuyện gì vậy em? Dạ thưa anh, có một sơ suất nhỏ trong giao dịch với khách hàng, chưa giải quyết ngay được ạ. Dạ, con chào cô. Ủa, Quang phải không? Con làm gì ở đây vậy? Dạ, con làm việc tại ngân hàng này. Con sẽ kêu các bạn giải quyết nhanh cho cô. Cô vào phòng con đợi một chút nha cô. Cô không ngờ học trò nhỏ của cô năm nào lại giỏi như vậy. Con cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ có lời động viên của cô ngày xưa mà con đã nỗ lực thực hiện ước mơ của mình cô ạ. Cô mừng cho con và cũng rất tự hào về con. Sự bình yên. Trước khi kết thúc buổi học vẽ tranh ngày hôm đó, cô giáo nói với cả lớp: trước khi các con về, cô sẽ ra một đề bài. Các con về suy nghĩ và vẽ, rồi tuần sau nộp bài cho cô nha. Em hãy vẽ một bức tranh tả về sự bình yên. Biết làm thế nào đây ta? Liệu đó có phải là biển cả bao la? Là bầu trời cao xanh với những cánh chim tự do bay lượn? Nhưng tất cả những điều lớn lao của cuộc sống mà mình nghĩ tới, đã bình yên chưa? Khó ghê ta. Được rồi, mình sẽ để ý kỹ hơn mọi thứ xung quanh để làm tốt đề bài cô giao. Mẹ, con mời mẹ uống nước cho mát. Mẹ cảm ơn con. Bữa nay mẹ bán hàng có được không ạ? Bữa nay bán được. Thế con đã đói bụng chưa? Dạ rồi ạ. Vậy bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm rồi đợi ba về. Cả nhà ta cùng ăn cơm nha. Bàn tay ba đã chai sần, làn da rám nắng vì những ngày tháng trên công trường. Mùi quần áo của ba còn nồng mùi vôi nữa kìa. Sao bữa nay con gái nhìn ba dữ vậy ta? Con nhìn để tìm sự bình yên của ba. Chẳng phải ba đang rất bình yên sao? Nhưng ngày nào đi làm về ba cũng rất mệt. Việc ba mệt mỏi và bình yên là hai điều hoàn toàn khác nhau con gái ạ. Ba mẹ đều là người lao động bình thường, kinh tế cũng chỉ tạm đủ sống.
Mỗi ngày ba mẹ phải lo rất nhiều thứ, nào là tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền lo cho mình đi học. Chừng đó cũng khiến ba mẹ mệt mỏi rồi, vậy thì bình yên ở đâu chứ? Áo tôi đi làm hằng ngày, mình may lại làm gì cho mất công. Trời, bà nó ra ngoài cũng phải tươm tất chứ. Ai lại mặc áo rách ra đường? Người ta không cười mình mà cười tôi đó. Hóa ra đây chính là sự bình yên mà mình vẫn tìm kiếm. Ngày cả lớp nộp tranh cho cô, các bạn vẽ rất nhiều cảnh đẹp và bình yên. Cánh đồng lúa chín vàng, đồng cỏ xanh rì, bên trên là bầu trời bao la cùng những đám mây bồng bềnh. Cô xem qua tất cả những bức tranh ấy và chăm chú ngắm nhìn bức tranh của Hân. Tại sao con lại vẽ bức tranh này? Dạ, vì con thấy rất bình yên khi nhìn vào nó ạ. Có lẽ khi nhìn vào bức tranh này, mỗi chúng ta đều cảm nhận thấy sự bình yên, ấm áp, hạnh phúc của một mái ấm gia đình. Tuy mọi thứ đều giản dị, đơn sơ, bạn Hân đã cho chúng ta thấy sự bình yên không ở đâu xa xôi cả, mà ở rất gần chúng ta. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong những cực nhọc ấy, ta vẫn cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình. Bí mật của chích chòe. Hôm nay lớp học Rừng Xanh tổ chức buổi lễ tổng kết năm học. Mới sáng sớm, chích chòe đã háo hức chải chuốt bộ cánh để có một diện mạo thiệt xinh đẹp tham dự buổi lễ quan trọng với mình. Tạm biệt ba mẹ, chích chòe bay ra khỏi tổ, miệng líu lo ca hát. Vui đến trường lòng rộn ràng như hoa nở, hương thơm ngọt ngào. Sáu nè, bữa nay mình được đi nhận thưởng đó nha. Cô giáo nói mình là một trong 10 bạn học giỏi nhất lớp. Sáu thấy mình có giỏi không? Chích chòe giỏi thiệt đó. À, mà Sáu có được lãnh thưởng không? Thôi, dù gì Sáu cũng nên tranh thủ thay bộ cánh mới trước khi tới trường đi. Trông nó hơi dơ đó. Bây giờ mình phải tới trường thiệt nhanh. Hồi hộp quá. Nhanh lên nào Quả Mi. Bữa nay bạn mặc chiếc áo này hình như không được đẹp lắm. Mình thích bạn mặc chiếc áo bữa trước đi dự sinh nhật Vành Khuyên đó. Trông xinh hơn hẳn. Thế à? Vậy đợi chút nha, mình vào thay áo rồi cùng đi tới trường. Quả Mi nè, hồi nãy mình gặp Sáu, hình như bạn ấy mới đi bắt cá về, trông lấm lem. Chắc bạn ấy không được lãnh thưởng đâu ha. Thiệt vậy hả chích chòe? Tội nghiệp bạn ấy, Sáu học giỏi nhất lớp mình đó. Bạn ấy luôn chăm ngoan và được thầy cô, bạn bè yêu mến. Bữa trước mẹ Sáu bệnh, bạn ấy phải bỏ thi, mai nhờ thầy tổ chức cho thi lại. Vừa chăm sóc mẹ, vừa lo bài vở. Thế mà Sáu vẫn đạt được cả 3 điểm 10. Mà lạ ha, hôm qua cô dặn kỹ lắm mà. Cô còn nói Sáu sẽ được nhận học bổng kia mà. Thì ra là thế, Sáu thiệt đáng thương. Mình cũng vô tâm quá, cứ ba qua và chê bai vẻ ngoài của Sáu. Không biết bạn ấy có chạnh lòng không nữa. Mặc bộ này là đẹp hết sảy rồi chết chòe ha. Tụi mình cùng đi thôi nào. À, Vành Khuyên tới trường trước đi nha. Mình phải về nhà lấy ít đồ đã. Chết chòe quên gì chứ? Mà bữa nay có học gì đâu mà để quên. Chết chòe lại là thành viên trong đội văn nghệ của trường. Bạn mà vào trễ đâu có được. Chết chòe đi đâu ta? Có chuyện gì xảy ra với bạn ấy sao? Tiếp theo chương trình sẽ là phần biểu diễn của chết chòe. Xin mời chích chòe chuẩn bị và bước ra sân khấu. Xin mời chích chòe. Ủa, cả buổi sáng nay không thấy chích chòe đâu. Rốt cuộc bạn ấy có tới không ta? Con xin lỗi cô, mình xin lỗi các bạn. Bữa nay chích chòe muốn mang đến cho cô và các bạn một câu chuyện cảm động. Câu chuyện kể về bạn Sáu, sớm mồ côi cha. Chích chòe hãy kể tiếp đi. Dạ, mẹ Sáu bị bệnh. Một mình Sáu phải chăm sóc mẹ và tự lo việc học. Không được đầy đủ như các bạn khác. Không được ba mẹ đưa đón mỗi ngày. Nhưng Sáu rất chăm ngoan, cố gắng học hành. Bởi bạn ấy biết
chỉ có học giỏi mới làm mẹ vui lòng. Sáng nay, khi các bạn được mặc quần áo đẹp tới lãnh thưởng, thì Sáu phải lặn lội bắt cá về nấu cháo cho mẹ. Vậy mà mình đã quá vô tâm, không tìm hiểu hoàn cảnh của Sáu, lại còn có ý giễu cợt bạn ấy. Tình cờ mình biết được hoàn cảnh của Sáu, nên kể lại cho mẹ nghe. Mẹ mình mua vội bộ quần áo mới, để Sáu kịp tới dự lễ tổng kết. Mình nghĩ, Sáu là tấm gương tốt, để tụi mình noi theo. Sáu giỏi quá! Sáu xứng đáng là tấm gương tốt, để chúng mình noi theo. Cảm ơn Chích Chòe, cảm ơn cô và các bạn đã luôn khích lệ động viên Sáu. Món quà của gia đình bạn Chích Chòe trao tặng hôm nay khiến Sáu rất cảm động và biết ơn. Sáu hứa sẽ cố gắng giữ vững thành tích để không phụ tấm lòng của mọi người. Ông lão một tay. Tí sống trong một ngôi làng nhỏ, cứ chiều chiều nó lại cùng bọn trẻ con trong làng quậy phá, chơi đùa cùng nhau. Bọn nó thích nhất là đi trêu chọc hàng xóm xung quanh. Và người mà nó thích trêu chọc nhất chính là một ông lão thương binh bị cụt mất một tay. Ê hê, lão cục kìa tụi bay ơi! Có mỗi một tay mà bày đặt quét rác, vào nhà mà soi gương coi có giống một lão quái vật không chứ? Cả lũ cười đùa với nhau nói xấu ông một hồi, rồi quậy phá, đá tung đám rác mà ông đã thu gom cả chiều. Ông lão dù bị trêu chọc nhưng cũng không tức giận. Ông chờ tụi nó nghịch ngợm xong rồi lại lẳng lặng quét lại lần nữa. Một buổi chiều nọ, bọn tí lại bàn bạc với nhau để trêu chọc con chó của một nhà trong làng. Nè tụi bay, con chó kia đang bị xích rồi, mình tới chọi đá chọc nó đi. Hay thôi đi mày, tao sợ lắm. Con chó nó to thế kia mà vồ vào người thì chạy kiểu gì được. Sao mày nhát thế? Cái dây xích to thế kia, sao nó chạy ra đây được? Đưa tao viên đá, tao làm mẫu cho mà coi. Thế là tí cầm viên đá chọi vào người con chó. Con chó nổi điên nhảy bổ về phía bọn tí sủa ầm ĩ. Thế nhưng vì bị xích nên nó không thể chạy ra được. Đó, tụi bay thấy chưa? Đã bảo nó bị xích rồi mà. Chọi tiếp đi tụi bay. Bọn tí cứ thế chọi đá liên tục vào con chó. Con chó không thể chịu nổi nữa, nó liên tục nhảy lên để thoát khỏi chiếc xích. Và rồi chiếc xích văng ra, con chó đã thoát được. Nó hung hăng chạy thiệt nhanh về phía bọn tí. Bọn trẻ con cứ thế xô đẩy nhau mà chạy hết. Tí bị một đứa đẩy té, và rồi con chó cứ thế ngoạm vào chân tí. Tụi bay ơi, đừng chạy, cứu tao với! Có ai không? Cứu con với! Tí cứ kêu gào mãi mà không một ai tới giúp. Bỗng từ đâu ông lão cục xuất hiện, dùng cánh tay duy nhất của mình chọc thẳng vào mắt con chó. Con chó đau đớn bỏ chạy, để lại tí với cái chân bị cắn, đang ứa máu. Ông liền vội vàng cõng tí tới trạm y tế. Vào tới trạm y tế, sau khi đã được cô y tá băng bó, tí đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Giờ nó mới phát hiện, hóa ra người cứu nó chính là ông lão mà ngày nào nó cũng trêu chọc. Nó hối hận lắm. Con xin lỗi ông. Ngày nào con cũng rủ các bạn tới trêu chọc ông, mà ông vẫn không ngần ngại giúp con. Có gì đâu con, ông đâu có để ý mấy lời đó đâu. Con bị chó cắn như vậy, sao mà ông bỏ mặc được? Bây giờ bọn trẻ bạn tí thập thò ngoài cửa mới ùa vào hỏi han tí và xin lỗi ông lão. Ông giỏi quá, chỉ có một tay mà ông lại hạ được con chó to như thế. Có gì đâu, kinh nghiệm của người già thôi con. Mà ông ơi, tại sao ông lại bị mất một tay thế ạ? Đó là trong một trận oanh tạc của giặc từ nhiều năm trước, ông cùng đồng đội đã xông pha ra chiến trường chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Rất nhiều đồng đội của ông đã phải hy sinh và nằm xuống. Ông may mắn sống sót, nhưng lại mất đi một cánh tay. Thiệt sao ạ? Ông kể tiếp cho tụi con nghe đi ông. Bọn trẻ cứ thế chăm chú nghe ông lão kể những câu chuyện mà ông đã trải qua trong chiến tranh. Thỉnh thoảng lại có đứa quà lên ngưỡng mộ, có đứa lại rơi nước mắt xúc động. Trong lịch sử dân tộc, thương binh liệt sĩ đã là những người hy sinh và đóng góp to lớn cho sự nghiệp độc lập tự do của đất nước. Họ đã dành cả cuộc đời mình để bảo vệ đất nước và cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày một giàu mạnh hơn.
thỏ con đi chơi đêm. Buổi chiều hôm đó, các bạn đang chăm chú học bài thì đột nhiên cánh cửa lớp học bật mở. Cú hất hải bay vào trong. Con xin lỗi cô, con ngủ quên mất ạ. Cú hả con, hôm qua lại về nhà muộn hả? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, vào chỗ đi con. Cô châm trước cho nốt lần này thôi đó nha. Con cảm ơn cô ạ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Cú đi học muộn nữa. Mẹ nói buổi đêm bên ngoài toàn những thứ đáng sợ thôi. Không hiểu điều gì khiến Cú cứ liên tục ra ngoài khuya để rồi về muộn như vậy. Cú ơi, tại sao cậu hay đi chơi khuya thế? Mẹ mình nói buổi tối bên ngoài nguy hiểm lắm. Nguy hiểm á? Không hề nha. Cú rừng về đêm tĩnh mịch, một mình bay lượn qua những tán cây, cảm giác dễ chịu cực kỳ. Cậu biết không, nếu cậu bay thẳng qua những cái cây kia thì sẽ có buổi trình diễn ánh sáng của các chị đom đóm đó. Các chị múa đẹp lắm, tạo thành một dải lụa sáng ngay giữa khu rừng luôn. Ra thế, khác hoàn toàn so với những gì mình nghe từ mẹ. Mình quyết rồi, bữa nay mình sẽ xin mẹ cho ra ngoài chơi đêm. Thỏ con của mẹ về rồi đó hả? Và bà ngồi đi con. Mẹ sắp nấu xong món súp cà rốt rồi nè. Ăn xong thì lên phòng học bài nha. Mẹ ơi, mẹ cho con đêm nay ra ngoài chơi được không ạ? Tại sao con lại muốn ra ngoài chơi? Chẳng phải mẹ đã nói với con là bên ngoài rất nguy hiểm hay sao? Nhưng Cú kể với con là khu rừng buổi đêm đẹp lắm, chứ không hề nguy hiểm như mẹ nói đâu. Đó là do đặc tính của loài cú khác với thỏ chúng ta con ạ. Con không thể so sánh như vậy được. Thôi, không nói nữa nha. Ngồi xuống ăn đi rồi còn lên học bài. Cú và mình thì khác gì nhau chứ? Chỉ là cậu ta có thể bay thôi mà. Chứ nói về học hành hay thể lực, rõ là mình ăn đứt cậu ta. Tối đó, thỏ con đợi thỏ mẹ ngủ say, liền mở cửa và trốn ra ngoài. Bên ngoài đúng như Cú nói, cảnh vật xung quanh lộng lẫy đến bất ngờ. Trên bầu trời đầy ắp những vì sao, cơn gió mát lạnh hiu hiu thổi. Không gian tĩnh lặng tới nỗi mà thỏ ta cảm tưởng chỉ một câu nói nhỏ cũng có thể vang vọng đến tận bên kia khu rừng. Đúng rồi, Cú nói nếu đi về phía kia thì sẽ đến buổi trình diễn của các chị đom đóm. Được rồi, đi thôi. Đúng như Cú nói, buổi đêm thiệt là tuyệt. Mẹ cứ lo xa vớ vẩn. Coi nè, mình đi vẫn bình thường, chẳng làm sao cả. Coi ta kiếm được gì hay ho nè. Một con thỏ vào giữa đêm. Gì đây? Trẻ hư không chịu nghe lời mẹ thì để chú sói trẻ trung này dạy giùm cho nha. Sói, có sói. Ai đó cứu con với. Lão sói đang đuổi theo con. Cứ cố cầu cứu đi nhãi con. Bây giờ mọi người ngủ hết rồi, không còn ai để cứu mi đâu. Mẹ ơi, con sai rồi. Đáng ra con nên nghe lời mẹ. Giờ làm sao đây? Cứ như thế này thì mình sẽ chết mất. Trong lúc thỏ con đang tuyệt vọng thì có tiếng vụt ở phía sau. Gia đình Cú đã quắp lấy thỏ con và bay lên trời, thoát khỏi móng vuốt của gã sói. Hú hồn hú vía. Thỏ con, cậu có sao không? Mình sợ lắm. Cảm ơn bác và Cú đã cứu con. Sao con lại một mình ra ngoài giữa đêm khuya như thế này? Có biết là nguy hiểm lắm không? Con nghe Cú kể buổi đêm trong rừng tuyệt vời lắm, nên con tò mò muốn xem thử. Nhưng giờ con chừa rồi, con không dám nữa đâu. Họ nhà Cú của bác và họ nhà thỏ của con rất khác nhau. Nhà bác sống chủ yếu về đêm, nên các đặc tính của bác được phát triển để thích ứng với cuộc sống về đêm, như đôi mắt sáng có thể nhìn xuyên đêm, hay đôi cánh bay lượn giúp săn mồi và né tránh các mối nguy. Còn con thì ngược lại, rất dễ trở thành miếng mồi cho những kẻ xấu như gã sói kia. Con biết lỗi rồi ạ. Từ giờ con sẽ không dám ra ngoài vào giữa đêm nữa. Niềm vui của mẹ. Mãi sẩm tối chị Hồng mới đi bán hàng về, thay bộ đồ và cất đặt hàng hóa xong. Chị nhanh nhẹn nấu bữa tối cho hai mẹ con. Bé Phương hăng hái giúp mẹ lặt rau, thỉnh thoảng miệng líu ríu kể chuyện trường lớp. Bữa cơm chiều vừa dọn ra thì cơn giông ập tới. Gió thổi mạnh quá, để mẹ đi đóng các cánh cửa lại đã. Có tiếng gì lạ vậy ta?
Mẹ ơi, có một bà già đang đứng ở hiên nhà mình. Hình như chiều nay con gặp ở đầu thị trấn. Sao giờ này bà cụ còn ở ngoài đường thế này không biết? Chị thông cảm cho tôi đứng nhờ ở đây. Sợ mưa gió, tôi không dám đi. Hơn nữa trời lại tối rồi. Cứ để cụ ở đây, hay đưa vào nhà nghỉ ta. Nhưng ngộ nhỡ xảy ra điều gì không may thì sao? Tốt nhất là cho cụ ít tiền và dẫn qua mấy gian nhà đang làm dở bên kia đường cho cụ nghỉ qua đêm vậy. Bà ơi, mẹ con biếu bà ít tiền, xin bà nhận lấy. Con đưa bà qua ngôi nhà bên đường nghỉ tạm, kẻo đứng đây lạnh lắm, rủi bà cảm lạnh thì nguy hiểm. Vâng, tôi cảm ơn ạ. Tôi đi liền. Mẹ ơi, con trông bà đang đói đó. Mẹ cho con đi xới chén cơm mời bà cho nóng nha mẹ. Con cứ lấy đi. Con mời bà xới cơm cho nóng. Cảm ơn con. Bà đi cả ngày đường lại mưa gió nên chưa kịp mua gì lót dạ. Con thảo quá. Mẹ ơi, cái nhà quan bên kia đường tối lắm. Mẹ mời bà vào nghỉ ở nhà ta đêm nay cho vui. Thấy bà mà con thương lắm. Cô giáo ở trường cứ dạy tụi con phải biết kính trọng người già, phải biết thương người như thể thương thân mẹ à. Con gái mẹ giỏi quá. Mới chừng ấy tuổi đầu mà đã biết nghĩ cho người khác, đã ghi nhớ những điều hay lẽ phải mà cô giáo dạy và làm theo. Mẹ thấy mình có lỗi quá. Bà ơi, mời bà vào nhà rửa mặt mũi nước ấm. Tối nay nghỉ ngơi ở đây cùng mẹ con nha. Đêm đó bà cụ ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng tỉnh giấc, chị Hồng nghe tiếng bà cụ ngái đều mà lòng thấy vui. Ôm chặt con gái vào lòng, chị mỉm cười hạnh phúc. Thế là trong tâm hồn thơ ngây trong sáng của con gái đã bắt đầu chứa đựng lòng nhân ái, thương người. Mẹ phải có trách nhiệm vun xới nâng niu tấm lòng tốt đó để con hoàn thiện nhân cách và vững chãi bước vào đời. Tình yêu thương chính là một thứ vĩ đại. Mỗi bậc cha mẹ luôn có cách giáo dục con về tình yêu khác nhau. Nhưng hãy chắc chắn rằng bản thân ta sẽ là tấm gương giàu tình thương trước đứa con bé bỏng của mình. Điện thoại di động và con. Nhà cách trường khoảng chừng cây số, thế nên Quỳnh vẫn thường đi bộ về thay vì đứng chờ mẹ tan sở muộn. Suốt 3 năm tiểu học, Quỳnh luôn là học sinh xuất sắc của lớp, của trường. Bữa nay vừa đi học về đến cổng, giọng Quỳnh đã lãnh lót vui vẻ. Mẹ ơi, bữa nay con được cô chủ nhiệm khen đó mẹ. Mẹ coi nè, bài văn của con còn được cô đọc cho cả lớp nghe nữa. Các bạn ai cũng khen con viết văn giỏi. Con cất gọn cặp thay đồ rồi đi tắm. Mẹ chuẩn bị cơm ăn để con còn đi học thêm tiếng Anh nữa. Nhưng bài văn của con... Mẹ ơi! Mẹ cứ bận bịu với chiếc điện thoại thôi. Mẹ đâu có biết là mình chỉ chờ được về tới nhà để khoe bài văn này đâu. Mình sẽ đợi ba về và khoe với ba vậy. À, ba đã về. Con gái ba đã đi học về rồi đó à? Dạ, ba ơi, con có bất ngờ cho ba nè. Ba coi, bài kiểm tra văn của con bữa nay được cô cho 9 điểm đó. Ba sẽ đọc bài văn của con sau nha. Mình vẫn chờ ba đáp lời bằng cách đọc, hoặc chí ít là dành cho mình một lời khen, lời động viên khích lệ cũng được. Thế mà... Sau cuộc điện thoại, ba Quỳnh đi ra phía bếp bàn với mẹ về vấn đề đất đai nhà cửa. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, tờ bài kiểm tra đã bị ba bỏ quên trên mặt bàn kiến nơi phòng khách. Ba mẹ chẳng ai thèm quan tâm tới mình nữa rồi. Không biết trong điện thoại có những gì, sao ba mẹ lúc nào cũng giữ nó ở bên cạnh vậy chứ? Sao lúc nào cả mẹ lẫn ba đều vui vẻ tủm tỉm cười khi cầm nó trên tay? Còn mình, chẳng lẽ mình không bằng cái điện thoại? Vì mình đâu khiến ba mẹ vui như khi ở bên chiếc điện thoại kia. Cuối tuần này, Quỳnh xin ba mẹ qua nhà mình chơi đi. Ba mình làm vườn khéo tay lắm. Ba còn dành cho mình một khoảng vườn nho nhỏ. Mình trồng nào là cà chua, dưa leo và cả bông nữa. Trầm thích thiệt. Nhà mình chẳng có vườn, còn ba mẹ thì bận suốt ngày thôi.
Hèn gì bài văn hôm trước tả về ba, Trâm được cô khen hay nhất lớp. Ba mẹ mình luôn là người hiểu và yêu thương mình nhất. Đề bài làm văn về nhà. Nếu cho em một điều ước, em sẽ ước gì? Sáng mai phải nộp lại cho cô giáo rồi. Mình phải hoàn thành ngay mới kịp. Con gái tôi nằm ngủ hay chưa kìa? Nếu cho em một điều ước, em sẽ ước gì? Nếu cho em điều ước, em sẽ ước được về sống lại ở ngôi nhà trọ ngày xưa. Tuy có hơi cũ một chút, nhưng ở đó em có những tháng ngày hạnh phúc, được ba mẹ quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Nếu cho em điều ước, em sẽ ước mình được như chiếc điện thoại di động của ba mẹ bây giờ, vì em cũng muốn được ba mẹ yêu quý như đối với những chiếc điện thoại ấy. Con gái, ba mẹ đã quá vô tâm. Chắc con bé đã buồn, đã tủi thân lắm. Vợ chồng mình cứ mãi mê với công việc, điện thoại. Thiếu chút nữa chúng ta quên mất rằng gia đình, con cái mới là điều quan trọng nhất. Tấm lòng cao cả. Đã 7 năm kể từ ngày ba mẹ mất, anh em Nghi sống thui thủi, nương tựa, chăm sóc lẫn nhau. Hai bên nội ngoại đều neo người, lại cũng chẳng khá giả gì, nên anh em Nghi không thể nhờ vả được ai. Ngôi nhà cả hai đang ở nằm bên bìa rừng. Hằng ngày, Nghi đi lượm củi đem ra chợ bán kiếm tiền đông gạo, mua thức ăn. Còn Hân, từ ngày được chẩn đoán mắc bệnh thận, con bé cũng nghỉ học. Nó quanh quẩn ở nhà nấu cơm, quét dọn, san sẻ bớt vất vả cho anh. Anh hai ơi, em chóng mặt quá. Em nằm nghỉ đi. Anh hai, bệnh của em có thể chữa được không? Có chứ, rồi em sẽ khỏi bệnh. Em lại được tới trường, lại được vui chơi và làm bất kỳ điều gì em thích. Nhưng số tiền ba mẹ để lại, anh đã mua thuốc cho em hết rồi. Làm sao có tiền để tiếp tục chữa bệnh cho em? Em đừng lo, rồi anh sẽ có cách. Anh sẽ đi làm kiếm tiền, anh sẽ đưa em lên thành phố, sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho em. Nghi ngồi bệt dưới gốc cây vú sữa cạnh hiên nhà, nhớ tới lần gần đây nhất đưa em gái lên thành phố khám bệnh. Bệnh của em gái con có thể chữa được, nhưng phải trải qua một cuộc phẫu thuật tốn rất nhiều tiền. Và điều đặc biệt là phải có người cho thận. Phải có người cho thận? Bác có thể lấy thận của con để ghép cho em con, được không ạ? Có thể chứ, nhưng... Nhưng sao ạ? Xin bác cứ nói. Nếu có thể ghép thận của con để em gái con được khỏe mạnh trở lại, nếu có thể làm bất cứ điều gì để em gái con khỏi bệnh, con sẽ làm. Thứ nhất, chúng ta phải kiểm tra sức khỏe và thận của con để coi có đủ điều kiện hay không. Thứ hai, nếu hiến thận của con cho em gái, cô bé có thể sống. Tuy nhiên trong cuộc phẫu thuật, chẳng may có điều gì sai sót thì tính mạng của con có thể sẽ không giữ được. Con hãy suy nghĩ cho thiệt kỹ trước khi quyết định. Bác nói sao ạ? Nếu... Con đồng ý. Mong bác sĩ hãy cứu em gái con. Được rồi, con sẽ là người hiến thận. Bây giờ con hãy cứ chờ. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để làm cuộc phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Anh muốn thông báo với em một tin vui. Các bác sĩ đã tìm được người hiến thận cho em. Em sẽ sớm được phẫu thuật và khỏe lại thôi. Có thiệt không anh? Thiệt chứ. Độ vài hôm nữa là cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu. Anh đã làm thủ tục nhập viện cho em xong xuôi hết rồi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức nha. Các cô y tá sẽ chăm sóc em trong thời gian anh về nhà sắp xếp công chuyện. Xong việc là anh lên luôn ạ. Mấy ngày sau. Thưa bác sĩ, vẫn chưa thể liên lạc được với cậu Nghi, người hiến thận cho bé Hân. Hay là cậu ta suy nghĩ lại chăng? Con đã đi đâu trong suốt mấy ngày qua? Có phải con... Dạ, không phải đâu ạ. Con về nhà, dọn dẹp lại nhà cửa. Con tranh thủ đi làm kiếm thêm ít tiền, đong thêm gạo để dành cho em gái con có thể trang trải trong thời gian tới. Con cũng đã nhờ hàng xóm giúp đỡ em gái con. Nếu như chẳng may sau ca phẫu thuật, con không còn được ở bên em nữa. Con... Trời ạ,
Thế mà bác và các y tá ở đây đã nghĩ sai về con. Bác xin lỗi. Cuộc phẫu thuật ghép thận diễn ra vào sáng sớm ngày hôm sau và đã thành công ngoài mong đợi. Gặp bác sĩ, sau câu cảm ơn, bác Hân liền hỏi về anh trai. Bác sĩ ơi, sao từ lúc tỉnh lại con không thấy anh ấy? Anh trai con... Hay anh trai con có chuyện gì rồi? Bác nói đi. Anh... Chính anh đã hiến thận để cứu em. Anh không sao mà. Em đừng khóc. Phải giữ sức khỏe để sớm hồi phục chứ. Thưa bác sĩ, toàn bộ chi phí phẫu thuật đây ạ. Và tất cả đều được miễn phí. Được miễn phí ạ? Sao có thể? Con là người anh tuyệt vời, chàng trai ạ. Chính tấm lòng cao cả của con là lý do bệnh viện quyết định miễn phí toàn bộ cuộc phẫu thuật cho em gái con. Màu ước mơ. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ có một chương trình từ thiện do đoàn thanh niên tổ chức để quyên góp tiền xây lại phòng học cho các bạn học sinh vùng khó khăn. Oanh, Nga và nhóm bạn cùng đạt giải cuộc thi vẽ cách đây 2 năm đã thống nhất mỗi người sẽ vẽ một bức tranh mang đến tặng chương trình bán đấu giá. Oanh nghĩ ra chủ đề cho bức tranh lần này chưa? Oanh sẽ vẽ bức tranh về Tây Nguyên với mái nhà dài. Những cô gái, chàng trai mặc trang phục thổ cẩm và say sưa cùng vũ điệu cồng chiêng. Nhìn vào bức tranh, mọi người có thể cảm nhận được nét văn hóa của quê hương mình đó Nga. Ý tưởng thiệt hay. Còn Nga sẽ vẽ hình ảnh những bà mẹ điều con lên nương rẫy, xới đất gieo hạt. Mới nghĩ thôi, Nga đã thấy bình yên rồi. Nhưng ba mẹ Oanh thu dọn và cất hết dụng cụ vẽ của Oanh vào kho từ đầu năm học rồi. Năm nay cuối cấp, ba mẹ muốn Oanh phải tập trung để thi đậu trường cấp 3 trọng điểm. Ba mẹ không ủng hộ ước mơ của Oanh đâu. Ba mẹ không thể nào đối xử với con như vậy được. Ước mơ của con là trở thành một họa sĩ. Lẽ nào những giải thưởng mà con đã đạt được từ các cuộc thi vẽ từ nhỏ tới giờ vẫn không khiến ba mẹ tin tưởng vào ước mơ đó ư? Rồi một ngày, con sẽ nhận ra ước mơ đó chỉ là suy nghĩ viển vông của một đứa con nít. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, thì việc của con là học thiệt giỏi, đi theo con đường mà ba mẹ đã định sẵn. Như thế mới có tương lai. Con hiểu không? Ba mẹ cố gắng làm lụng cũng là để cho con ăn học thành tài. Đừng cãi lời ba mẹ nữa. Oanh về thuyết phục ba mẹ đi. Nga tin nếu ba mẹ biết được ý nghĩa tốt đẹp của việc này thì sẽ không cấm cản đâu. Nếu mình nói ra với ba mẹ, rủi ba mẹ vẫn không cho mình vẽ lại thì sao? Ba mẹ nghiêm khắc lắm. Có khi sẽ nghĩ mình nói dối. Thế là Oanh vẫn không dám xin phép ba mẹ. Oanh lén xuống nhà kho, lấy đồ vẽ giấu lên phòng, tranh thủ những lúc học bài xong và lúc sáng sớm, Oanh vẽ từng chút một bức tranh được hoàn thiện dần. Một buổi sáng nọ. Dạo này mẹ thấy con tắt đèn muộn mà sáng lại dậy sớm. Bài vở nhiều quá hả con? Dạ. Năm nay cuối cấp con phải chịu khó học hành, nhưng cũng phải để ý sức khỏe. Thôi, con đi học đi, không lại trễ giờ. Mình thiệt là có lỗi với mẹ. Chưa bao giờ mình dám nói dối mẹ. Vậy mà lần này... Oanh vẽ tranh xong chưa? Nga háo hức quá. Không biết tranh mình vẽ mà bán đi sẽ mua được bao nhiêu bộ sách, bao nhiêu cuốn tập ha? Giá mà Nga đã là một họa sĩ nổi tiếng, thì tranh của mình sẽ bán được nhiều tiền hơn. Oanh đã mang tranh đi gửi cho ban tổ chức rồi. Hy vọng sẽ có người thích bức tranh của mình mà mua nó. Con hãy giải thích cho mẹ nghe. Những cây cọ vẽ và bút màu này là như thế nào? Những ngày vừa rồi con thức khuya dậy sớm là để vẽ tranh đúng không? Con xin lỗi mẹ, nhưng con vẽ tranh là có lý do. Mẹ không cần biết lý do của con là gì. Con đã nói dối và không nghiêm chỉnh học hành. Ngay bây giờ mẹ sẽ vứt hết những dụng cụ vẽ này của con. Mẹ! Mẹ không muốn nghe thêm gì nữa. Từ giờ con sẽ không được phép vẽ vời gì nữa hết. Tại sao lúc nào mẹ cũng ép buộc con phải như thế này như thế kia? Có bao giờ ba mẹ hỏi coi con thích vẽ như thế nào, ước mơ của con là gì không? Con vẫn luôn cố gắng học tập để ba mẹ vui lòng. Nhưng sao ba mẹ không bao giờ cho phép con được vẽ theo mong muốn của mình? Trưa hôm đó, Oanh bỏ cơm, nằm thui thủi một mình trong phòng. Đêm, Oanh lên cơn sốt và chìm vào giấc mê man. Tỉnh dậy, Oanh đã thấy mình trong bệnh viện. Con tỉnh rồi hả? Con có thấy khó chịu ở đâu không?
Con xin lỗi, con... Con uống nước đi, con sốt mê man 2 ngày rồi đó. Con mê sản vừa khóc vừa nói làm ba mẹ lo quá. Con tỉnh dậy là tốt rồi. Mẹ cũng xin lỗi vì đã trách con. Hôm qua các anh chị bên đoàn thanh niên tới nhà gửi thơ cảm ơn bức tranh của con. Bức tranh đã được một chị sinh viên chuẩn bị đi du học ở nước ngoài mua. Nếu mẹ biết con vẽ tranh để quyên góp quỹ giúp các bạn học sinh vùng khó khăn thì mẹ sẽ không cấm con. Con rất thích vẽ mẹ à. Con muốn vẽ thiệt nhiều bức tranh nữa. Ba mẹ sẽ không cấm con nữa. Nhưng con vẫn phải chú ý việc học tập. Muốn thành một họa sĩ giỏi, truyền đạt được nhiều điều con muốn, thì con cũng phải học cho thiệt tốt đã, nghe chưa? Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình thành công, hạnh phúc. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta áp đặt quá nhiều kỳ vọng và ước mơ của mình lên đầu con trẻ, bắt chúng phải thực hiện. Liệu con có thật sự hạnh phúc khi phải sống với ước mơ dang dở của người khác? Hãy lắng nghe và tìm hiểu ước mơ của con, để có thể vun đắp hay điều chỉnh một cách nhẹ nhàng. Hãy chắp cánh cho trẻ vươn tới ước mơ, để bay thiệt xa, thiệt vững vào đời. Cha mẹ nhé! Con ngựa gỗ của ba. 7:30 sáng, tiếng trống trường vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp. Các bạn học sinh vội vàng vào chỗ ngồi của mình. Cô giáo bước vào lớp, trên tay cầm một xấp bài tập làm văn. Chào lớp 3A1 thân yêu của cô. Bài tập làm văn miêu tả về món đồ chơi yêu thích vừa rồi của các con rất tốt. Như bạn Na tả về con búp bê mà mẹ mua cho, bạn Hùng nói về con robot được ba tặng, còn bạn Nam viết về chiếc máy bay điều khiển từ xa. Cô cũng rất tò mò về con ngựa gỗ mà ba của bạn Hoàng đã tự tay làm cho bạn ấy. Hoàng à, con có thể kể cho cô và các bạn nghe được không? Dạ thưa cô, trước đây con có thích một con ngựa gỗ của anh họ, nên đã đòi ba làm cho mình một con giống y như vậy. Vừa nói, Hoàng vừa cúi gằm mặt xuống đất. Ba của Hoàng đi từ ngoài sân vào nhà, cầm trên tay con ngựa gỗ vừa làm xong, tươi cười gọi Hoàng. Hoàng ơi, ra coi ba có gì cho con nè. Hoàng từ phòng chạy ra, nhận con ngựa gỗ từ tay ba. Ba, nó không giống của anh Minh. Của anh Minh đẹp hơn nhiều. Con ngựa gỗ của ba xấu lắm, đuôi còn ngắn nữa. Con không chịu đâu, ba làm con khác đi. Hoàng giận dỗi bỏ vào phòng. Ba của Hoàng nhẹ nhàng nhặt con ngựa lên, phủi lớp mùng gỗ còn bám trên mình nó. Gương mặt ông tỏ vẻ buồn rầu, nhìn mãi vào con ngựa đang cầm trên tay, rồi lại nhìn cửa phòng của Hoàng. Ông đầy hụt hẫng khi món đồ chơi mà ông dành cả tâm huyết làm cho Hoàng bị từ chối. Từ dưới bếp, mẹ Hoàng đã nhìn thấy hết chuyện. Bà cảm thấy buồn lòng và bước đến cạnh Hoàng. Con à, con có biết rằng ba con làm ra con ngựa gỗ đó rất cực khổ không? Ba con cũng chẳng phải thợ mộc, nhưng vẫn sẵn sàng dành rất nhiều thời gian ngồi một chỗ để làm con ngựa gỗ cho con. Tay của ba xuất hiện nhiều vết thương khi làm đồ chơi cho con đó. Nhưng mà con... Nào, bình tĩnh, nghe mẹ nói hết đấy nào. Khi mà ba con đã dành tình yêu thương để làm con ngựa gỗ cho con, thì con đã làm gì? Con vứt nó xuống sàn đúng không? Như vậy là con còn không thương ba, không trân trọng tình yêu mà ba đã dành cho con rồi. Mẹ muốn con trai của mẹ là một em bé ngoan, biết cảm ơn và trân trọng tình yêu thương mà mọi người dành cho mình. Con xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi ạ. Vậy bây giờ con biết phải làm gì chưa? Dạ rồi ạ. Dưới gốc cây xoài sau vườn, ba Hoàng đang cẩn thận dùng búa và đục tỉ mỉ sửa lại con ngựa gỗ. Chốc chốc lại lấy tay gột những giọt mồ hôi trên trán. Dù vừa rồi Hoàng đã vứt con ngựa xuống sàn, nhưng ông không hề la mắng mà kiên nhẫn nhặt lên và mang đi sửa lại. Tình yêu mà ba dành cho Hoàng thiệt lớn lao, nguyện làm mọi thứ cho con mình. Ba ơi, con xin lỗi ba, vì hồi nãy con đã không ngoan. Ba tha lỗi cho con nha ba. Không sao đâu, mặt trời nhỏ của ba. Nào, tới đây coi coi chiếc đuôi ba vừa làm đủ to chưa nào. Sao ba gọi con là mặt trời nhỏ thế ạ? Vì ba rất yêu con. Dạ, con cũng yêu ba nhiều lắm. Con ngựa gỗ của ba con tuy không đẹp như những con ngựa khác, nhưng trên đời này chỉ có duy nhất một con mà thôi. Và nó được làm từ tình yêu mà ba dành cho con. Vì vậy, đó chính là món đồ chơi mà con yêu thích nhất.
Sau khi nghe Hoàng kể lại câu chuyện, tiếng vỗ tay của các bạn vang lên. Ai ai cũng muốn có một món đồ chơi giống như vậy. Nhìn con ngựa gỗ trên bàn, Hoàng cảm thấy thật tự hào và hãnh diện. Đây là món quà vô giá, là tất cả tình yêu thương của ba, mà không gì có thể thay thế được. Món đồ chơi dù đẹp hay xấu, thì nó luôn chứa đựng tình yêu thương mà ba mẹ đã dành tặng cho mình. Phải biết quý trọng, bởi nó không đơn giản chỉ là một món đồ vật, mà hơn cả, chính là giá trị tinh thần mà chúng mang tới. Chiếc vòng cổ của cá heo con. Cáo, khỉ và voi cùng nhau đến một bãi biển trong xanh để vui chơi. Trong khi khỉ và voi đang nô đùa dưới biển, thì cáo thấy chán nản đi lên bờ tìm trò chơi mới. Đang dạo biển thì cáo phát hiện một sợi dây nhựa màu đỏ khá dài và to, trông rất đẹp. Sao sợi dây này lại nằm ở đây ta? Để coi nào. À đúng rồi, chắc trò này sẽ vui lắm đây. Voi ơi, khỉ ơi, lên đây mình có trò này hay lắm, lên đây lẹ đi. Từ xa thấy vậy, voi và khỉ vội vàng lên bờ. Hai bạn rất tò mò xem cáo sẽ làm gì mà trông bạn ấy rất phấn khích. Cáo ơi, trên tay cậu cầm cái gì thế? Cậu lấy nó đâu vậy? Ở đó kìa, mình vừa nảy ra một ý là giờ chúng ta cột nó lại thành hình tròn. Rồi voi sẽ làm trọng tài, dùng cái vòi của cậu ấy treo nó cao lên. Mình và khỉ sẽ thi nhau, coi ai nhảy được qua vòng tròn này nhiều hơn nha. Ai nhảy được ít hơn thì lát nữa phải ở lại dọn sạch sẽ đồ ăn, vứt rác rồi mới được về nha. Voi và khỉ thấy trò chơi này khá thú vị nên đồng ý tham gia. Với lợi thế leo trèo của mình, nên khỉ liên tiếp nhảy qua vòng tròn, còn cáo lấy đà mãi mà chẳng nhảy qua nổi. Thôi, mình không chơi nữa, mọi người vào ăn đi, để lát nữa mình còn dọn. Nghe vậy, khỉ và voi cũng không dám lên tiếng vì biết cáo đang buồn. Cả ba ăn xong, trong lúc đợi cáo dọn dẹp, khỉ và voi chạy xuống biển nô đùa tiếp. Trong lúc voi và khỉ không chú ý, cáo đã gom hết tất cả đồ ăn, chai, dĩa, chén làm bằng nhựa. Gom vứt hết xuống biển như thế này, dọn vừa nhanh vừa sạch, mình lại không bị mệt chút nào. Còn ai thông minh hơn cáo mình đây? Cũng tại nó mà mình bị thua, giờ phải dọn dẹp hết đống đồ ở đây. Tránh ra chỗ khác đi, thiệt là vướng víu mà. Các cậu ơi, về thôi, mình dọn xong rồi. Cáo ơi, cậu dọn nhanh mà sạch thế, cậu giỏi thiệt, giờ tụi mình về đi. Ba bạn cùng nhau ra về mà không biết rằng số rác mà cáo vừa vớt xuống biển đang trôi dần ra xa, còn sợi dây màu đỏ thì đang chìm dần xuống biển. Đây là cái gì ta? Một chiếc vòng cổ màu đỏ sao? Trông nó thiệt đẹp. Đeo nó vào cổ, chắc các bạn sẽ ghen tị với mình lắm. Cá heo đã lầm tưởng sợi dây màu đỏ ấy là một chiếc vòng cổ nên đã đeo vào. Nào ngờ khi bơi, sợi dây càng ngày càng siết chặt vào cổ cá heo hơn. Khó chịu quá, các bạn ơi giúp mình với, mình thấy khó thở quá. Sợi dây này càng ngày càng siết chặt là mình không thoát ra được. Các bạn ơi qua đây lẹ lên, có lẽ bạn ấy cần chúng ta giúp đỡ. Mình thấy sợi dây đang siết chặt cậu ấy lắm đó. Thấy vậy các bạn của cá heo bơi gần đó tiến lại đỡ cá heo lên. Nhanh nhanh đưa cá heo tới chỗ của bác sĩ rùa đi, nhờ bác tháo giùm sợi dây ra. Nghe vậy các bạn nhanh chóng đưa cá heo đi. Đến chỗ của bác sĩ rùa, bác hốt hoảng nói. Ôi trời ơi, sao bạn cá heo lại bị dây quấn quanh chiếc cổ vậy? Làm thế rất nguy hiểm đến tính mạng đó. Các bạn của cá heo kể lại cho bác sĩ rùa mọi việc diễn ra hồi nãy. Mau đưa cá heo vào trong cắt sợi dây ra đi. Nhớ là cắt sợi dây thành nhiều đoạn nhỏ rồi vứt đúng nơi quy định nha. Y tá cá ngựa gật đầu, nhanh chóng đưa cá heo vào trong. Các con có biết không, có rất nhiều sinh vật biển gặp nạn bởi các loại rác. Đó là lưới, dây câu, bao bì, dây cao su quấn vào cơ thể của chúng ta làm bị thương, bị ngạt. Nếu không kịp cứu giúp thì cái chết là điều khó tránh khỏi. Dạo gần đây, mức độ gặp nạn này càng ngày càng gia tăng. Vừa rồi có một bạn rùa đã vô tình lầm túi nhựa là sứa biển nên đã ăn vào trong bụng. Mai sau phát hiện kịp thời nên cha mẹ bạn ấy đã đưa đến đây để cấp cứu, gắp cái túi nhựa ấy ra. Bây giờ tình trạng rác thải dưới lòng đại dương rất nhiều nên khi các bạn vui chơi, bơi lội, nhớ chú ý xung quanh để tránh gặp nạn bởi rác thải nha. Rất là nguy hiểm đó.
Các bạn rối rít đồng thanh cảm ơn bác sĩ rùa và cùng nhau ra về. Rác thải nhựa trên biển đang đe dọa nghiêm trọng đến sinh vật biển và đến chính con người chúng ta. Hãy chung tay làm sạch bãi biển, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Mỗi người có ý thức sẽ góp phần đẩy mạnh ý thức chung là bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Hoàng đế lùng. Tại một đất nước nọ, có vị đầu bếp rất nổi tiếng. Mọi người đều nói rằng được ăn món ăn do ông nấu là sự hưởng thụ tuyệt vời nhất trên đời. Nhưng cũng vì quá nổi tiếng, ai cũng muốn thử tài nghệ của ông. Do đó, vị đầu bếp bận rộn tới nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Mình phải đi du lịch một chuyến mới được. Đi tới nơi không ai biết mình để nghỉ ngơi cho thoải mái. Ở đây bận bịu cả ngày trong căn bếp, thiệt là mất tự do. Thế là vị đầu bếp lên tàu ngồi suốt 9 ngày. Cuối cùng dừng chân ở một quốc gia vắng vẻ, hẻo lánh. Ủa, đất nước gì mà kỳ vậy ta? Sao ai cũng đều co chân và cong lưng đi lại trên đường như vậy chứ? Xin hỏi các vị, ở đây có quy định gì về việc đi đứng không? Tại sao mọi người không thể đứng thẳng lưng mà đi chứ? Mau tránh ra cho bọn ta đi làm nhiệm vụ. Anh chủ tiệm ơi, sao dân chúng ở đây cứ đi khom khom, chẳng được thoải mái gì cả? Phiền anh giải thích cho tôi rõ với. Bộ anh muốn chết hay sao mà hỏi lắm thế? Tôi mà nói ra thì có khi đầu lìa khỏi cổ luôn đó. Kỳ quặc thiệt sự. Tưởng đi chơi được thoải mái nhưng lại đau đầu hơn. Nghĩ hoài vẫn không ra lý do. Nè anh bạn, sao lại cứ co chân khổ sở thế? Quốc vương nước chúng tôi chỉ cao 4 thước, vì thế đã ra lệnh bắt tất cả những người cao hơn mình luôn phải co chân và còng lưng. Nếu không sẽ bị chặt đứt chân. Vô lý hết sức. Quy định gì mà làm mất cả quyền tự do của con người? Tôi muốn đi gặp ông vua độc tài kia để nói cho ra lẽ. Đừng có mà dại dột. Anh nói xong có khi mất mạng như chơi đó. Vị đầu bếp nhất quyết tiến thẳng vào hoàng cung. Khi binh sĩ chạy ông tới trước mặt quốc vương lập tức ra lệnh. Mau chém đứt chân của hắn. Khoan đã, ở nước tôi là đầu bếp, một đầu bếp rất nổi tiếng. Nếu ngài không thử tài nghệ của tôi mà chặt đứt chân tôi, nhất định ngài sẽ hối tiếc đó. Đầu bếp nổi tiếng thiệt sao? Vậy thì ngươi hãy nấu cho ta những món ngon vật lạ để ta thử coi ngươi có thực tài hay không. Dạ, tôi rất hân hạnh được phục vụ quốc vương. Quả nhiên là thật tuyệt, hương vị rất thơm ngon và vừa miệng. Nếm thử miếng thứ hai, quả thật toàn thân ấm áp và dễ chịu vô cùng. Miếng thứ ba ta cảm thấy lâng lâng sung sướng, như đang nghe thứ âm nhạc du dương. Thiệt là kỳ diệu. Nè đầu bếp, hãy cho ta biết làm cách nào mà ngươi có thể làm ra những món ăn tuyệt vời đến thế. Thưa quốc vương, bí mật nằm ở bàn tay này ạ. Thiệt khó tin, tay của ngươi bị tàn phế, vậy mà lại có thể nấu được những món ăn ngon tuyệt trần. Nhất định phải có bí quyết gì chứ. Mau nói cho ta nghe, ông làm thế nào vậy? Tôi chẳng có bí quyết gì cả. Nếu buộc phải nói ra, thì đó là vì tôi không bao giờ né tránh, bi quan khi bị người khác nói là tàn tật. Ngược lại, điều đó nhắc nhở tôi rằng, tôi phải nỗ lực hơn người thường nhiều lần. Chỉ có việc làm ra những món ăn tuyệt ngon, người khác mới không để ý. Thậm chí quên đi việc tôi tàn tật. Mọi người vì sợ ngài chặt chân nên cả ngài đều phải co chân, còng lưng. Sống trong sự lo âu, sợ hãi. Như thế càng khiến cho họ luôn nhớ tới chiều cao của ngài. Cảm ơn ngươi đã khiến ta bừng tỉnh. Người đâu? Mau lập tức đi loan báo với dân chúng. Bãi bỏ mệnh lệnh vô lý trước kia. Từ nay muôn dân sẽ đi đứng thoải mái. Cuộc sống trở lại bình thường. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta luôn phải nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, dù cho trên cơ thể mình còn khiếm khuyết. Sự nỗ lực không ngừng sẽ giúp chúng ta trở thành một phiên bản tốt nhất có thể, và cuộc sống này càng ý nghĩa, đáng sống hơn. Chú dế tốt bụng. Ngày xưa, có một lần Thượng Đế bảo một vị thiên thần nhỏ đứng hầu bên cạnh người. Nè thiên thần nhỏ, hãy đeo chiếc trống xinh xắn của ngươi xuống ngay dưới mặt đất. Đánh trống báo hiệu lên, rồi sau đó truyền cho tất thảy mọi sinh vật
loài bay lượn trên không, loài lặn dưới nước và loài chạy nhảy trên mặt đất, hãy lên đây gặp ta. Ta sẽ ban cho mỗi con một món quà. Đi đi. Hãy đến mau. Tất cả các sinh vật hãy chạy đến cho mau. Thượng đế sẽ ban phước lành cho tất cả. Từ khắp các nẻo trên thế gian, hàng triệu sinh vật lớn nhỏ ùng ùng kéo tới. Lần lượt từng con một trèo lên chiếc thang, đưa chúng lên cõi nhà trời. Nè, Thượng đế vừa ban cho cậu món quà gì thế? Tôi nhận được một ngôi sao nhỏ xanh biếc nè. Cậu thấy không, từ giờ, bay trong đêm tối, tôi không còn sợ hãi nữa, vì có ánh sáng từ ngôi sao xanh chiếu rọi rồi. Từ nay tôi không phải cất công đi xa tìm sợi nữa. Thượng đế đã ban cho tôi đủ sợi để dệt suốt đời. Nghe nói thỏ được nhận hai đôi cẳng mà Thượng đế đã định để dành cho gió. Còn chú két thì lại được một cái tiếng kêu, có thể nhại lại bất cứ thứ tiếng nào khác. Coi bộ ai ai cũng đều nhận được những món quà quý giá cả. Cuối cùng, khi tất thảy mọi sinh vật đều đã nhận quà và trở về hết, có một con ngựa mù mới giờ dẫm lại bên chiếc thang. Nó ngẩng đầu buồn bã nhìn lên trời nhưng chẳng thấy gì. Anh không có mắt à? Không, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Anh cũng muốn nhận được một chút quà ư? Phải. Quà gì? Đôi mắt. Chờ đây một lát nha. Hãy khoan, đừng vội đóng cửa thiên đường. Kính tâu Đức Thượng Đế vô cùng nhân hậu, dưới trần gian có một con ngựa già đang trông ngóng. Anh ta mù và không trèo lên thang trời được ạ. Thế ta nên cho nó cái gì nào? Ôi Thượng Đế nhân hậu, anh ta mong có được đôi mắt sáng. Được, con hãy theo ta ra vườn. Con hãy vụt lấy một chút nước suối này vào trong hũ, và khi trở xuống hạ giới thì con hãy nhỏ vào mắt cho con ngựa mù. Nè dế, thế ta có thể tặng cho con cái gì đây? Ôi Thượng Đế nhân hậu, chẳng cái gì cả. Con đã có đôi cánh. Đúng vậy, nhưng con có một tâm hồn giàu lòng nhân ái. Ta sẽ tặng con món quà quý nhất. Đây là một cây vĩ cầm không có dây. Con hãy mang về để mang lại tiếng ca cho đời nhé. Dế sung sướng nhảy thẳng một cái xuống mặt đất. Chú lại ngay bên con ngựa già, nhỏ nước suối trời vào đôi mắt mù của nó. Và con ngựa sáng mắt, nhìn thấy mọi cảnh vật. Tạ ơn Thượng Đế, cuối cùng con đã nhìn thấy mọi cảnh vật trước mắt rồi. Anh dế ơi, tôi mang ơn anh suốt đời. Thế Thượng Đế cho anh cái gì? Thượng Đế cho tôi món quà quý nhất. Cái gì vậy? Một cây vĩ cầm, nhưng cây đàn không có dây. Dây đàn ư? Anh cứ dứt ở đuôi tôi ấy. Ôi những thanh âm thánh thót kỳ diệu. Anh ngựa ơi, từ đây tôi sẽ đi dạo chơi khắp muôn nơi để đem niềm vui cho mọi người và tất thảy sinh vật bé bỏng nhỏ nhoi. Niềm vui cao nhất của con người chính là lòng nhân ái. Khi trở thành người giàu lòng nhân ái, chúng ta sẽ luôn cảm thấy cuộc sống quanh mình hạnh phúc và thanh thản. Mùa lúa chín. Sáng hôm nay là ngày Lan và Nga lên thành phố nhập học. Hai bạn sống cạnh nhà nhau từ nhỏ và giờ đây lại cùng đậu vào một trường đại học, nên quyết định tìm phòng trọ ở chung. Hai đứa ở trên đó xa nhà, nhớ phải chăm sóc lẫn nhau, bảo ban nhau học hành. Nếu thiếu thốn gì thì phải gọi về cho mẹ biết nghe không? Dạ, tụi con nhớ rồi. Ba mẹ và bác ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào được nghỉ, tụi con sẽ về thăm nhà. Con đi rồi, giờ nhà chỉ còn mình mẹ. Có chuyện gì mẹ phải gọi cho con nha. Không thì chạy qua nhờ ba mẹ Lan nha mẹ. Các con cứ yên tâm học hành. Mẹ ở nhà đã có hai bác. Thôi đi đi, xe tới rồi. Thôi nào, đừng khóc nữa. Mình đi tới hè lại về mà. Ba Nga mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Giờ Nga đi học xa nhà, chỉ còn mẹ ở nhà một mình, nên Nga rất lo cho mẹ. Nga đừng lo quá, có chuyện gì đã có ba mẹ Lan rồi. Rảnh thì chịu khó gọi điện về cho mẹ đỡ buồn. Kỳ nghỉ hè đến cũng là lúc vụ lúa ở quê sắp tới kỳ thu hoạch. Sáng hôm đó, Lan chuẩn bị đồ đạc để bắt xe về quê phụ giúp ba mẹ công việc đồng áng.
Hè được nghỉ dài, sao Nga lại không về? Nga... Nga còn bận chút việc. Lan cứ về trước đi. Việc gì chứ? Thi cử xong hết rồi mà. Nga cũng có đi làm thêm gì đâu. Thật ra thì về quê lại phải phơi nắng đi gặp. Da Nga mãi mới trắng được thế này. Giờ mà về thì lại đen mất thôi. Nga đang nghĩ gì vậy? Đến vụ mùa, ở nhà biết bao nhiêu là việc. Ba mẹ mong đến hè để các con về đỡ đần công chuyện. Vụ lúa nhà Nga có mỗi mình mẹ Nga, thì làm tới chừng nào mới xong? Nga biết, Lan cứ về trước đi. Mấy bữa nữa Nga sẽ về sau. Vậy thì tùy Nga. Xe sắp chạy rồi, Lan về trước đây. Thời tiết năm nay thất thường. Nghe loa thông báo sắp có bão về, mẹ Nga lo lắng gọi điện thoại cho con gái. Nga, trên đó con có khỏe không? Đã cơm nước gì chưa? Con khỏe mẹ à, ở nhà thế nào rồi ạ? Mẹ nghe loa thông báo bão, mọi người đang cố gắng thu hoạch trước khi bão về. Mẹ thấy Lan nó về rồi đó. Sao con còn chưa về? Dạ, dạ con còn một ít bài vở chưa hoàn thành. Mấy bữa nữa xong rồi con về luôn ạ. Con ráng thu xếp xong sớm để về giúp mẹ nha. Trời gần tối, mẹ Nga đi làm đồng về. Đang chuẩn bị rửa chân thì đầu óc bỗng khoai mòng, mặt mũi tối sầm rồi té ngã bên giếng nước. Đúng lúc đó Lan cầm mấy cái bánh qua biếu mẹ Nga, thấy thế liền hoảng hốt. Bác ơi, bác có sao không ạ? Ba mẹ ơi, bác Hoa ngất xỉu rồi. Vì vụ mùa vẫn chưa thu hoạch xong, nên Lan thay ba mẹ theo xe cấp cứu đưa mẹ Nga lên bệnh viện thành phố. Sao gọi hoài không được vì nè? Nga ơi, bắt máy đi Nga. Sáng hôm sau, Lan về phòng trọ, gõ cửa hoài mà không thấy Nga trả lời. Gọi điện thoại thì chỉ nghe tiếng thuê bao. Lan bất lực định về bệnh viện, thì trông thấy Nga từ xa đang tiến lại. Nga đi đâu mà giờ mới về? Gọi điện cũng không nghe máy. Mẹ Nga đang trong bệnh viện đó. Sao mẹ Nga lại phải nằm viện? Bác sĩ nói do làm việc quá sức. Bây giờ thì bác đã ổn hơn rồi. Là lỗi của Nga. Nga ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Nga đã không nghĩ tới mẹ. Thôi, mọi chuyện qua rồi. Nga nhanh vào với mẹ đi. Vào tới bệnh viện, thấy mẹ đang nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, ốm yếu. Nga khóc nức nở ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Là do con không tốt nên mẹ mới phải vào viện. Con gái mẹ sao lại không tốt chứ? Ngoan, mẹ khỏe rồi. Đừng khóc nữa. Mẹ ơi, khi nào mẹ xuất viện, cho con về phụ việc với mẹ nha. Được rồi, mẹ vẫn đợi con về phơi tóc đó. Khi bước ra khỏi vòng tay gia đình, hòa mình vào thế giới rộng lớn, bạn có thể bị cuốn hút bởi vô vàn mối quan tâm mới, những mối quan hệ phức tạp từ bạn bè đến người yêu. Nhưng đừng quên rằng, có một nơi gọi là nhà. Mẹ của bạn vẫn luôn dõi theo từng bước đi, luôn sẵn sàng động viên và ủng hộ bạn. Vì thế, hãy dành thời gian để ở bên mẹ. Hãy nói nhiều lời yêu thương hơn với mẹ trong những thời khắc chúng ta còn có thể, bạn nhé. Nuôi em. Quỳnh, Hùng và Nam là ba bạn sinh viên ngành báo chí của một trường đại học tại thành phố. Vì cả ba đều có sở thích là phiêu lưu và khám phá, nên đã cùng ngồi lại và bàn với nhau sẽ lên các huyện giáp biên giới của vùng Tây Nguyên để quay tư liệu cho bài phóng sự tốt nghiệp của họ. Nhưng quay về đề tài nào cho đặc sắc, cho ý nghĩa thì tới bây giờ cả ba vẫn chưa chốt được. Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta tới và quay tất cả những điều diễn ra ở đó? Biết đâu chừng chúng ta sẽ nảy ra một vài ý tưởng hay ho thì sao? Quỳnh và Nam nhìn nhau đăm chiêu một lát rồi gật gù đồng ý với ý kiến của Nam. Hẹn nhau vài bữa nữa sẽ lên vùng đất Tây Nguyên xinh đẹp. Và trường mầm non Hoa Bang là địa điểm chính mà ba bạn sẽ ghé thăm. Khi tới đây, Hùng đã quay được rất nhiều hình ảnh thầy cô dạy học cho các em nhỏ, những hoạt động vui chơi của các em trên sân trường. Khi đang ngồi coi lại những thước phim, Hùng phát hiện ra có một em nhỏ tuy còn rất bé, nhưng trên lưng đều thêm một đứa trẻ nhỏ xíu. Thấy vậy, Hùng đã đi hỏi các thầy cô trong trường, và mai sau gặp được cô Hoa là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Em ấy tên là Y Phan, chỉ mới 5 tuổi thôi. Tội nghiệp, ngày nào đi học cũng phải điều thêm đứa em gái 2 tuổi của mình. Thực ra thầy cô trong trường khi biết tới hoàn cảnh của em ấy cũng đã nhiều lần thăm hỏi, giúp đỡ, nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Gia đình nghèo, cha mẹ lại quá bận, không có ai trông em, nên cuối cùng Y Phan vẫn hằng ngày điều em tới lớp.
Còn về phần em gái của Ivan, cứ mỗi lần thầy cô muốn đặt em nằm xuống cho lưng Ivan đỡ mỏi thì khóc to, chẳng ai dỗ được, nên mọi người cũng đành chịu em à. Vậy giờ em phải tìm cậu bé ở đâu ạ? Ivan học ở lớp đó, tầm 10 phút nữa tan học, em có thể ghé thăm nha. Hùng cúi đầu cảm ơn và tạm biệt cô Hoa, xoay người tiến lại lớp số 2. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đến giờ tan học. Các em nhỏ chạy ùa ra khỏi lớp. Hùng đã đứng ngay cửa từ lúc nào, thấy Ivan bước ra khỏi lớp. Trên người cậu bé mặc một bộ đồ đã cũ, điều em gái mình đang ngủ trên lưng, và cột em lại bằng một tấm vải thổ cẩm dài. Ivan, anh muốn hỏi em một vài điều. Không biết em có thể qua gốc cây bên kia nói chuyện với anh một chút không? Dạ được ạ. Anh đợi em chạy ù vào trong kia lấy đồ ăn đã nha. Hùng gật đầu, bước nhanh về phía gốc cây. Thoáng chốc Ivan đã chạy tới bên cạnh Hùng và ngồi xuống. Bàn tay em nhỏ xíu nhưng đầy chai sần. Anh có gì hỏi em thì cứ hỏi đi. Em vừa cho Hermine ăn vừa trả lời anh nha. Hùng chăm chú từng hành động của Ivan. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng chăm em rất khéo. Nhẹ nhàng tháo từng nút cột trên tấm vải xuống, đỡ em từ đằng sau lưng, ôm từ từ vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về, đánh thức em dậy để ăn cháo. Hùng ngạc nhiên khi Ivan mở hộp cơm ra, trong đó chỉ có cháo trắng và một ít rau rừng luộc. Đây là đồ ăn của em sao? Dạ đúng rồi ạ. Hôm nào Hermine đi học chung với em thì mẹ sẽ nấu cháo với luộc rau. Còn hôm nào mẹ bệnh, Hermine ở nhà với mẹ thì em được ăn cơm với muối. Em quên mất, ăn cơm với rau rừng luộc nữa ạ. Hùng nhìn Ivan cẩn thận đút từng muỗng cháo cho em. Gương mặt cậu đầy thương xót, nhẹ tay đặt lên bờ vai bé nhỏ của Ivan. Cậu bé chỉ mới 5 tuổi, nhưng những gì cậu bé đã, đang và sẽ trải qua khiến Hùng ngỡ ngàng. Cậu nhìn lại chính bản thân mình, từ nhỏ tới lớn được ba mẹ chiều chuộng. Trong nhà lại là con út nên cũng chưa từng phải chăm sóc ai. Ivan, em có cảm thấy mệt hay buồn khi luôn phải điều em trên lưng không? Lại còn phải ăn cháo, ăn cơm với muối và rau nữa. Dạ không, em thích Hermine lắm. Đi học chung với Hermine vui lắm. Còn ăn cơm thì chỉ cần no bụng thôi. Em ăn gì cũng được hết. Hùng chăm chú nhìn Ivan. Mái tóc em que vàng, mọc lư thưa. Có lẽ đây là do đội nắng quá nhiều mà không có gì che trên đầu. Ăn uống thì đạm bạc khiến cơ thể em gầy guộc xanh xao trông thấy rõ. Hùng đưa mắt nhìn xung quanh. Đâu chỉ riêng gì Ivan, những đứa trẻ ở đây đều gầy gò ốm yếu như vậy. Đột nhiên Hùng đứng dậy, vui mừng chạy đi tìm Quỳnh và Nam. Nè, mình nghĩ ra được chủ đề cho bài tốt nghiệp của tụi mình rồi. Đó là về sự nghèo đói, khó khăn của trẻ em vùng sâu vùng xa. Hồi nãy mình thấy mấy bạn nhỏ ăn uống quá đạm bạc, chỉ có miếng cháo hay chén cơm trắng thôi. Mình hy vọng đề tài của tụi mình có thể kêu gọi, vận động nhiều người biết đến để giúp các em nhỏ có bữa cơm thịnh soạn hơn. Quỳnh và Nam vui vẻ đồng ý với ý kiến của Hùng. Cả ba bắt tay vào xây dựng đề tài. Và ngoài ra họ còn truyền tải nhiều nội dung lên mạng xã hội, kêu gọi mọi người quan tâm đến những khó khăn của các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa đang gặp phải. May mắn rằng được rất nhiều mạnh thường quân, nhiều bạn trẻ quan tâm. Và từ đó rất nhiều dự án nuôi em được ra đời, cung cấp rất nhiều bữa ăn chất lượng nuôi các em nhỏ đến trường. Sự chung tay của cả một cộng đồng là điều cốt lõi trong việc giúp đỡ những mảnh đời đang gặp khó khăn. Tình yêu thương, lòng nhân ái là nền tảng của những mối quan hệ tốt đẹp. Việc giúp đỡ người khác chính là đem lại niềm vui, hạnh phúc cho chính mình, từ đó trở thành người có ích cho xã hội. Hạnh phúc gia đình. Nga sống trong một gia đình dù không thiếu thốn gì, nhưng nó lại không thấy hạnh phúc. Mẹ Nga ở nhà làm nội trợ, bởi vậy cuộc sống gia đình Nga gần như đều dựa vào tiền lương của ba Nga. Ba ngày nào đi làm về là lại ngồi chơi, không giúp gì cho mẹ. Ba luôn lấy lý do đi làm vất vả nên không muốn động tay động chân vào việc nhà. Anh quét nốt giùm em cái nhà để em còn vào nấu cơm. Sắp tối rồi, để cái Nga ăn rồi còn học bài nữa. Em đi mà quét, anh mệt lắm. Đi làm từ sáng tới giờ mới được nghỉ ngơi, làm gì còn sức mà quét nhà. Nga tuy còn nhỏ nhưng thấy mẹ làm việc nhà mệt mỏi, nó thương mẹ lắm. Mẹ cứ đi nấu cơm đi ạ, để nhà con quét nốt cho mẹ nha. Một bữa, Nga bị bệnh, ho không ngừng,
mẹ nó lo lắm. Với số tiền ba cho mẹ mỗi tháng thì không đủ để đưa Nga đi viện. Nga nó ho mấy bữa nay rồi anh à. Em đã cho con uống thuốc rồi mà con không đỡ chút nào. Hay anh đưa em tiền để em cho con đi viện khám coi sao. Lại tiền? Sao lúc nào em cũng chỉ biết đòi tiền thế? Con mới ho có chút xíu thế kia, tới viện để làm gì? Con nó ho với sốt gần 3 ngày nay rồi. Anh không thương con hay sao mà lại nói như thế? Em có biết đi làm kiếm được ra đồng tiền vất vả thế nào không? Sao em không hiểu cho anh mà cứ tiêu xài quan phí thế? Lần nào cũng vậy, sau câu nói đó của ba, mẹ chỉ biết im lặng và nuốt nước mắt vào trong. Thế rồi đến ngày hôm sau, Nga sốt rất cao, dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng nhiệt độ vẫn không hề giảm. Mẹ Nga đành phải mượn tiền họ hàng xung quanh để đưa Nga đi viện. Ngồi ngoài hành lang, mẹ lo lắng gọi Nga cho ba. Sao em đã đưa con tới viện rồi? Anh đã nói mua thuốc cho con uống là được rồi. Tới viện làm gì rồi lại tốn cả đống tiền? Em đã cho con uống thuốc rồi đó chứ. Nhưng con mãi không đỡ thì em biết làm thế nào? Lỡ con có mệnh hệ gì thì em biết sống làm sao? Em nói linh tinh cái gì thế? Uống thuốc thì làm sao mà đỡ liền được? Em không phải đi làm nên nghĩ kiếm tiền dễ lắm đúng không? Cảm phiền anh không gây ồn, ở đây là bệnh viện. Bé nhà anh chị bị viêm phế quản nặng, may mà tới viện kịp lúc nên giờ bé đã ổn hơn rồi. Nếu chữa muộn hơn, có thể dẫn tới viêm phổi. Dù chữa khỏi thì nguy cơ rất cao phải chịu nhiều biến chứng cũng như di chứng. Mong anh chị có thể để ý tới bé nhiều hơn để tránh bé bị bệnh nặng thế này lần nữa. Ba lặng người đi không biết nói gì. Ba cảm thấy rất hối hận và có lỗi với mẹ con Nga. Ba ơi, con khỏe rồi, không cần tốn tiền đi viện nữa đâu. Ba đừng la mẹ nữa nha. Ba không la mẹ nữa đâu. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi con. Anh xin lỗi. Bấy lâu nay anh đã không quan tâm tới mẹ con em. Anh chỉ biết đi kiếm tiền rồi về nhà chỉ trích mắng mỏ em, mà không biết em đã phải chăm sóc gia đình vất vả đến thế nào. Anh hứa từ nay sẽ giúp em làm việc nhà và để ý tới con chúng ta nhiều hơn nha em. Hạnh phúc gia đình được xây dựng trên nền tảng sự tôn trọng, yêu thương và thông cảm lẫn nhau. Không nên chỉ vì kiếm tiền nhiều hơn mà có quyền chỉ trích la mắng người còn lại. Hãy chia sẻ với nhau những lo toan trong cuộc sống, cùng chăm sóc con cái, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng giải quyết những vấn đề nảy sinh. Sự đồng lòng như thế sẽ giúp gia đình mạnh hơn và yêu thương nhau hơn nữa. Mua muối. Ngày xưa có cô gái xinh đẹp luôn chỉ quan tâm đến hình thức bên ngoài. Một bữa cô đi mua muối, trên đường gặp một ông cụ ăn xin. Ông lão này quần áo rách rưới, bạc màu, thân hình gầy gò ốm yếu, duy chỉ có đôi mắt còn sáng rõ láo liên nhìn dòng người đi lại, trông mong chút tiền bố thí. Ôi, ai để cái tô giữa đường thế này? Ôi, xin lỗi cô. Xui quá. Vừa ra đường, đã đụng phải ông lão bẩn thỉu. Cô vừa tránh xa ông lão và bỏ đi. Cô bước tới một sạp muối nhỏ. Chị gái mua muối à? Thằng nhỏ mặt mũi dơ bẩn như thế này, liệu muối nó bán có sạch sẽ không ta? Thôi, thiếu gì chỗ bán. Tội gì. Thôi, chị không mua đâu, khỏi bán. Ôi chà, trật chân rồi, ai giúp tôi với? Cô có sao không ạ? Để con dìu cô ra gốc cây kia nghỉ tạm ạ. Con ơi, cô bất hạnh quá. Vừa nãy gặp bọn cướp ở cuối đường kia, chạy đuổi theo hụt cả hơi, không được mà còn bị ngã trật chân. Tội nghiệp cô. Cô đừng buồn quá. Mặt mấy tên cướp chẳng thấy đâu rồi. Giờ chẳng biết về nhà cô phải nói sao với ông nhà đây. Con ơi. Hay là
Con có chút tiền, cho cô mượn tạm. Con ở đầu xóm này chẳng giúp gì được. Khi nào cô kiếm lại được, có thể trả cho con. Ôi, thế thì tốt quá. Cảm ơn con nha, con gái tốt bụng quá. Cửa hàng lớn như thế này, muối chắc là sạch sẽ lắm. Tiền của mình đâu rồi? Nút cột túi còn y nguyên. Nãy mình còn mở túi lấy tiền cho bà cô. Không lẽ bị bà ta trộm rồi? Ôi trời ơi, giờ còn chẳng có tiền mua gói muối còn con nữa. Cô gái thấy buồn vô cùng. Cô không hiểu vì sao lòng tốt của mình lại bị lợi dụng như vậy. Cô thất thểu đi ra khỏi cửa hàng muối. Đi chưa được mấy bước, một giọng nói khàn khàn gọi cô lại. Con ơi, con rớt túi tiền kìa. Túi tiền của mình là ông lão ăn xin hồi nãy mà. Cô quay lại, thấy túi tiền mình làm rơi không xa đó. Gần đó chính là ông cụ mà cô bịt mũi tránh khỏi hồi nãy. Lần này cô làm rớt túi tiền của mình thiệt. Tuy chỉ là chiếc túi rỗng, nhưng bỗng dưng lòng cô nghẹn lại. Con cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Tục ngữ có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Câu tục ngữ nhắc nhở chúng ta, đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ. Để đánh giá một người là tốt hay xấu, ta cần phải tiếp xúc lâu dài với người đó mới có thể cảm nhận được tâm tư của họ. Gấu con bị đau bụng. Gấu con ăn giỏi lắm, một lúc có thể ăn được 5 cái bánh nướng to tướng. Không chỉ ăn nhiều, gấu con còn ăn rất nhanh. Bữa đó là sinh nhật thỏ con, mẹ đưa một hũ mật lớn cho gấu con và dặn dò cẩn thận. Gấu con ơi, bữa nay mẹ đặc biệt chuẩn bị cho sinh nhật thỏ con một hũ mật lớn. Tối đi sinh nhật, con đem hũ mật qua cho bạn. Nhớ là không được tự tiện lấy ra ăn, chờ bạn thỏ lấy ra mời các bạn, lúc đó mới được ăn nghe không? Ui, hũ mật nhìn to quá, mùi thơm quá đi. Dạ, con nhớ rồi ạ. Cả ngày hôm đó gấu nhìn hũ mật mà chết thèm. Nhưng gấu là chú gấu con vâng lời. Gấu tự nhủ với bản thân, hũ mật nhìn ngon quá đi, nhìn mà thấy đói bụng quá. Nhưng mẹ dặn rồi, mình không thể ăn mất được. Ăn hết hũ mật thì không còn gì quý giá mang tặng thỏ. À, hay là ăn cái khác đi, vậy mình sẽ không sợ ăn mất hũ mật của thỏ nữa. Nghĩ rồi gấu lôi trong tủ ra, nào cá, nào bánh nướng, nào trái cây. Trong tủ có bao nhiêu đồ ăn, gấu cũng lấy ra hết. Gấu ăn ngấu ăn nghiến, nhanh chóng ăn hết cả tủ đồ ăn. Trời cũng dần dần trở về tối. Ăn ngon quá đi, nhưng mà vẫn thèm hũ mật quá. Trời tối rồi sao? Thế thì tuyệt quá, mang hũ mật qua nhà thỏ dự sinh nhật thôi. Gấu hào hứng ôm hũ mật mang qua nhà thỏ. Thỏ vui lắm, nhận hũ mật từ gấu rồi vui vẻ đặt hũ mật dưới bàn tiệc. Tiệc của thỏ nào bánh kẹo, trái cây, bày biện đẹp mắt. À, tiệc của thỏ nhiều bánh kẹo, nhìn ngon quá đi. Mình chưa ăn loại bánh này bao giờ, mùi vị chắc là ngon phải tiếp. Thế là gấu vui vẻ ngồi ăn bánh kẹo trước mặt mình. Chỉ loáng sao mà giấy gói bánh kẹo đã một đống xung quanh chỗ gấu ngồi. Ôi da, sao vậy ta? Cậu sao thế? Mẹ mình nói ăn nhanh quá bị đau bụng đó gấu. Cậu ăn từ từ thôi. Không sao, mình ăn nhanh quen rồi, bụng mình tốt lắm luôn, giờ không thấy đau nữa nè. Bữa nay gấu tặng mình một hũ mật siêu to siêu thơm, chắc chắn rất ngon. Cảm ơn gấu nhiều nha. Giờ mình sẽ chia cho mọi người cùng thưởng thức hũ mật thơm ngon của gấu. Gấu ơi, đây là phần của cậu nè. Thích quá đi, cảm ơn thỏ nha. Gấu hâm hở xúc một muỗng mật nhưng chưa kịp thưởng thức, bỗng dưng một cơn đau bụng ập tới khiến gấu nhăn nhó. Ôi đau bụng quá, đau bụng quá, mẹ ơi. Ôi bạn gấu sao thế? Mình đau bụng quá thỏ ơi. Hình như hồi nãy gấu cũng hơi đau bụng hay sao đó. Hai tụi mình đưa bạn tới nhà bác sĩ mèo thôi. Thế là mọi người nhanh chóng đưa gấu tới gặp bác sĩ mèo. Ai cũng lo lắng đứng xung quanh xem tình hình của gấu. Cậu đã đỡ hơn chưa gấu?
Hồi nãy uống thuốc của bác sĩ mèo, mình đã thấy khá hơn rồi. Bác sĩ mèo ơi, vậy là bạn gấu bị làm sao hả bác? Lúc khám cho gấu, gấu đã kể về những gì hôm nay bạn đã ăn. Với số lượng đồ ăn nhiều và tốc độ ăn nhanh như của gấu, bao tử của bạn sẽ bị mệt vì phải làm việc liên tục để tiêu hóa nhiều đồ ăn trong bụng. Đồng thời, vì gấu ăn quá nhanh, thức ăn của bạn khi nuốt còn khá lớn, bao tử sẽ càng vất vả hơn để tiêu hóa hết thức ăn mà bạn ăn. Bác sĩ ơi, vậy là do con ăn quá nhanh và quá nhiều nên mới bị đau bụng như vậy ạ? Đúng rồi gấu con ạ. Vậy từ giờ con sẽ không ăn quá nhiều, khi nhai sẽ nhai thiệt kỹ và từ tốn để không bị đau bụng nữa ạ. Bài học về sự chủ quan. Một lần, nhà trường tổ chức một cuộc thi viết văn về chủ đề ước mơ của em. Lan đã rất chăm chỉ ôn luyện để có thể làm tốt bài dự thi của mình. Mỗi khi đi học về, Lan đều ngồi ngay vào bàn học, đọc nhiều sách tham khảo và luyện viết thiệt nhiều. Sau nhiều ngày miệt mài chăm chỉ học tập, Lan đã hoàn thành bài dự thi để nộp cho nhà trường và đã làm rạng rỡ cả lớp khi đoạt giải nhất. Sau cuộc thi ước mơ của em, lớp chúng ta đã rất vinh dự có bạn Lan đạt giải nhất trong cuộc thi. Đây vừa là một vinh dự cho lớp, vừa là một thành công rất đáng tuyên dương cho bạn Lan. Cả lớp chúng ta hãy cho bạn Lan một tràng vỗ tay nào. Thế là một tràng vỗ tay dưới lớp vang lên, nhiều bạn còn vừa vỗ tay vừa chúc mừng, không ngừng hoan hô Lan. Con cảm ơn cô ạ. Mình cảm ơn các bạn. Lan giỏi quá, sau này phải nhờ cậu chỉ bài cho mình đó nha. Lan ơi, ngưỡng mộ quá. Bao giờ mới văn thơ lai láng như Lan đây. Lần này cậu đạt giải văn nhất trường, làm mát mặt cả lớp lắm luôn đó. Có gì đâu, các cậu cứ khen mình hoài. Làm sao cậu viết mà đoạt giải nhất vậy? Mình không biết phải viết gì luôn. Nếu không phải là cuộc thi bắt buộc thì chắc mình không tham gia quá. Dễ ợt, mình cứ đặt bút xuống là viết được mà. Bài văn đó mình viết một lèo là xong rồi đó. Nghe Lan nói xong, các bạn lại càng trầm trồ, lời khen cũng liên tục không dứt cho tới khi hết buổi học. Mẹ ơi, con được giải nhất cuộc thi viết văn ở trường đó mẹ. Mỹ và Điệp đều phải đi học thêm văn mà cũng không được giải cao bằng con. Mẹ thấy con có giỏi không? Con của mẹ là giỏi nhất. Thế thì bữa nay mẹ sẽ làm món bánh dâu mà con thích ăn nhất để chúc mừng con nha. Wow, thích quá đi. Mẹ là tuyệt nhất. Con của mẹ thế này thì cần gì phải học văn nữa. Với khả năng hiện tại của con thì bài văn nào con cũng làm được hết cho mà coi. Lan của mẹ là giỏi nhất rồi. Nhưng con đừng chủ quan. Nếu không rèn luyện và học tập thường xuyên thì sẽ rất khó để đạt được thành tích tốt như bây giờ. Con hiểu không? Kể từ khi được giải nhất, Lan không còn ngồi ngay vào bàn mỗi khi đi học về nữa. Việc đầu tiên mỗi khi đi về nhà của Lan là lôi những cuốn truyện tranh yêu thích của mình ra đọc bù cho những lần ôn luyện. Một ngày nọ, sắp tới trường chúng ta sẽ tham gia cuộc thi học sinh giỏi văn cấp cụm. Lan và Điệp là hai bạn có thành tích rất tốt trong môn văn. Cô xin đề cử hai bạn đi dự giải thi cho trường lần này. Hai bạn có đồng ý không? Vâng, con sẽ cố gắng ạ. Con sẽ cố gắng đoạt giải cao nhất ạ. Mỗi ngày sau đó, cứ tới giờ ra chơi, Điệp đều tranh thủ lôi bài ra đọc và học. Lan thì ngược lại, cứ có thời gian rảnh ở trên lớp hay ở nhà là Lan sẽ đọc truyện hoặc chơi điện thoại. Khi kỳ thi học sinh giỏi kết thúc, lần thi học sinh giỏi cấp cụm này, trường ta vinh dự có bạn Điệp đoạt giải nhì môn văn. Cô xin chúc mừng con nha Điệp. Con hãy cố gắng phát huy nha. Cả lớp hãy cho Điệp một tràng vỗ tay nào. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Thưa cô, còn con thì sao ạ? Cô rất tiếc, nhưng lần này Lan không được giải. Điểm của con lần này cũng không cao. Có lẽ bài thi cấp cụm có hơi khó so với học lực của con. Nhưng con đừng nhục chí, lần sau Lan cũng cố gắng lên nha. Ui cha, tưởng bạn Lan học giỏi như thế nào, hóa ra Điệp còn giỏi hơn. Cậu đừng buồn quá, cuộc thi lần trước mình thấy Lan làm văn rất giỏi nên mình ngưỡng mộ hoài. Lần thi này mình đã học tập Lan, cứ hễ có thời gian rảnh là lôi văn ra đọc và tập viết thiệt nhiều. Mình viết nhiều tới mức chai cả tay luôn nè. Mình thấy rằng nếu mình không có hình mẫu là Lan, có khi mình đã không đạt được thành tích như bây giờ.
Cảm ơn Lan nhiều lắm. Vậy ra Điệp đã cố gắng nhiều như vậy ư? Còn mình chứ tự coi mình là giỏi mà đã không thèm cố gắng. Mẹ nói đúng, nếu không rèn luyện và học tập thường xuyên thì không thể đạt được thành tích tốt. Không nên vì những thành công nhỏ trước mắt mà tự đánh giá cao bản thân, khiến bản thân mình nhục chí, bỏ lỡ những thành công khác mà mình có thể đạt được trong tương lai. Chiếc lồng chim. Trong làng có ông Tư nổi tiếng là người có tài nuôi chim. Ông có cả một bộ sưu tập những chú chim xinh đẹp hót hay. Một bữa, ông ba hàng xóm qua nhà ông Tư chơi. Tôi thấy những con chim đó của ông chẳng thú vị gì hết. Ông dành nhiều thời gian cho chúng vậy, chẳng bằng chơi một ván cờ. Ai chẳng có thú vui cho riêng mình. Ông mắc cười quá ha. Thôi, ông lẹ lên, vào đấu với tôi một ván cờ, kẻo mặt trời sắp xuống núi rồi kia kìa. Ông Tư nghe thế cũng chỉ thở dài, không muốn tiếp tục tranh cãi. Đây là bộ cờ có 102 đó, con trai cả của tôi đã đặt thiết kế riêng cho tôi cho ông coi. Bộ cờ được thiết kế tinh xảo, đẹp mắt. Ông Tư nhìn chăm chú mà gật đầu. Bộ cờ này được thiết kế riêng đó. Cái thú chơi chim tầm thường đó của ông sao có thể sánh được với bộ cờ này của tôi kia chứ? Tôi sẽ khiến ông phải tự mình mua chim về nuôi cho coi. Đó là một việc không bao giờ xảy ra. Tôi có thích chim chóc gì đâu mà nuôi kia chứ. Hai ngày sau, ông Tư cầm một chiếc lồng chim được gia công tỉ mỉ, vô cùng đẹp mắt qua nhà ông ba. Ông qua rồi à? Vào đây, nhìn cho tôi cái nước cờ này, mãi mà tôi nghĩ không ra. Cái này tôi mới làm đó, ông nhìn coi nó có đẹp không? Tôi thấy nhà ông chẳng có vật trang trí nào, nên mang qua tặng ông. Ông ba nhìn thấy cái lồng thiệt đẹp nên thích thú, nhận lấy. Treo lên trước hiên nhà ngắm nghía. Ông Tư thấy vậy thì tủm tỉm cười. Ngày hôm sau, em gái ông ba qua nhà chơi, thấy trước hiên nhà là một chiếc lồng chim rỗng, liền hỏi. Anh ơi, con chim trong chiếc lồng kia đâu rồi? Cái lồng đó là ông Tư tặng treo trang trí thôi, chứ có chim cò gì đâu. Bà Lan nghe thế thì cũng gật đầu. Tới chiều tối, gia đình thằng con trai lớn của ông ba về chơi. Ba ơi, con chim trong cái lồng trên kia đâu rồi? Ba tìm coi, không khéo nó bay đi đâu mất đó. Cái lồng đó là để trang trí thôi, chứ ta nuôi chim làm gì? Hòa thấy ông nói thế thì chỉ lẳng lặng đi vào nhà. Sáng hôm sau, sau khi tiễn gia đình con lớn về thành phố, ông gặp ông Lâm ở đầu làng. Hai người lâu ngày không gặp thì tai bắt mặt mừng. Ông ba mời ông Lâm về nhà mình chơi. Ông có thú vui mới rồi à? Nuôi chim kia đó. Mà con chim của ông đâu? Cho tôi coi nào. Ôi, nào có chim cò gì đâu. Thế cái lồng kia là sao? Để trang trí đó. Thấy nó trống quá nên để đó. Ông có thú vui hay thiệt đó. Khi ông Lâm đi về, ông ba đứng nhìn cái lồng mà trầm ngâm. Hay là mình đi mua con chim nhốt vào đó để tránh ai vào cũng hỏi. Mà giải thích mệt cả người. Vì thế, ông ba đã mua một con chim về nuôi trong lồng. Mấy ngày sau, ông Tư lại lần nữa qua nhà ông ba đánh cờ. Khi đi tới hiên nhà, ông nhìn thấy trong chiếc lồng, giờ đây đã xuất hiện thêm một chú chim. Ông mới cười mỉm bước vào nhà. Tôi đã nói là sẽ khiến ông phải tự mua một con chim về nuôi mà. Lúc này ông ba mới ngớ người một lát, chợt nhận ra mình đã nghe theo lời của ông Tư từ lúc nào không hay. Các bạn ạ, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta sẽ bị chi phối bởi các áp lực từ xã hội mà quyết định làm những việc mình không hề mong muốn hoặc không đem lại niềm vui, lợi ích cho mình. Giống như ông ba, không có sở thích nuôi chim, nhưng lại mua một chú chim vì áp lực đến từ mọi người xung quanh. Vì vậy, bạn cần ý thức được về quyền được quyết định vấn đề của chính mình. Đôi khi cần phải đấu tranh để bảo vệ quyền tự quyết đó, bạn nhé. Bồi thường bằng bữa tối. Hôm đó, Việt có hẹn với Hân qua nhà ăn cơm. Anh muốn giới thiệu cô với ba mẹ, nên ngay sau khi tan làm, anh đã lái xe qua đón cô cùng về. Vừa dắt xe về tới cổng, Việt đã thấy ba mẹ chờ sẵn ở dưới sân. À, thằng Việt về kia rồi ông. Thưa ba mẹ, con mới về. Giới thiệu với ba mẹ, đây là Hân, bạn gái con. Dạ, con chào hai bác ạ. Rồi, vào trong nhà đã.
con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 26. Con nhỏ hơn anh Việt 1 tuổi ạ. Được, được. Gái hơn 2, trai hơn 1. Tuổi hai đứa như vậy là quá đẹp. Cái bà này, giờ là thời đại nào rồi mà còn quan tâm vấn đề ấy nữa? Tôi nói không đúng à? Tuổi tác rất quan trọng. Thời nào cũng thế hết. Kìa ba mẹ, Hân vẫn còn ở đây mà. Hai người đừng vậy, cô ấy ngại, mất tự nhiên. Thế con ở quận nào? Ba mẹ con làm gì? Con ở tỉnh A, ba mẹ con đều làm nông ạ. Con gái, con là gái quê à? Sao bác tưởng con ở thành phố? Ờ kìa mẹ. Việc thấy không khí có phần căng thẳng thì lên tiếng giàn giải. Từ lúc biết gia cảnh của Hân không được tốt thì mẹ Việt không còn cởi mở thân thiện với cô nữa. Bữa cơm cũng vì thế mà rơi vào trạng thái nặng nề. Ai cũng mang một nỗi lòng riêng. Con chào bác, xin phép bác con về ạ. Ờ, con về nha. Lần sau rảnh lại qua bác dùng cơm. Thằng Việt chở bạn gái về cẩn thận nha con. Bà bị sao vậy? Con nhỏ nó chào bà không thèm trả lời nó một tiếng là sao? Tôi không đồng ý cho thằng Việt qua lại với cái Hân. Sao lại không đồng ý? Tụi nó yêu quý nhau. Cái Hân nó tốt như vậy, công ăn việc làm đàng hoàng, đâu có gì để bà phải chê trách đâu. Tôi biết nó tốt, nhưng gia cảnh nó túng quá, không phù hợp với nhà mình. Tôi cũng chịu bà, giờ mà vẫn còn đòi môn đăng hộ đối sao? Tôi không biết, tôi là tôi không chấp nhận tụi nó qua lại đâu. Cho anh xin lỗi. Về phần của mẹ, anh hứa sẽ thuyết phục được mẹ thay đổi suy nghĩ. Em đừng lo lắng gì hết nha. Việc về tới nhà, thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi anh. Anh buồn bã, lại ngồi bên mẹ. Mẹ, mẹ không thích Hân là do hoàn cảnh nhà cổ phải không ạ? Đúng vậy. Nhà nó hoàn toàn không phù hợp với điều kiện nhà ta. Mẹ nghĩ con nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Mẹ, tuy gia cảnh nhà cổ không bằng nhà mình, nhưng cổ được nuôi dạy rất tốt. Có công việc ổn định, thu nhập cũng khá. Với lại, cô còn rất hiền lành, tốt bụng nữa. Con thấy cô chẳng có điểm gì để chê trách cả. Chia tay cô, con không làm được đâu mẹ à. Hiền vừa kết thúc ca mổ, trở về nhà thì đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và anh trai. Hôm sau khi mọi người đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, Hiền chạy vào nước mắt ngắn dài. Sao vậy Hiền? Có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, ba mẹ anh Long phản đối tụi con, không cho phép tụi con qua lại nữa. Tại sao ba mẹ thằng Long lại phản đối? Ba Long nói con không xứng với ảnh, nhà mình không xứng với nhà ảnh. Con là bác sĩ giỏi làm trong bệnh viện thành phố, nhiều người mong ước còn không được. Con có gì mà không xứng với nó chứ? Hiền không nói gì, chỉ khóc. Việc tiến gần tới chỗ em, thấy cái nháy mắt tinh nghịch của cô em gái. Anh thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ tôi đã sai rồi mình à. Đáng lẽ ra tôi không nên ngăn cản chuyện tình cảm của thằng Việt và cái Hân. Chắc con bé đã buồn và khóc nhiều lắm. Đúng vậy, tụi nó đều trưởng thành hết rồi. Đều có thể nhìn nhận được cái đúng cái sai rồi. Mình là cha là mẹ, thì nên đứng sau đưa lời khuyên thôi. Đừng bắt ép các con bà. Mai tôi phải dậy sớm đi chợ mua mấy thứ ngon ngon về. Nấu cơm, kêu cái Hân qua dùng bữa. Tôi thấy có lỗi với con bé quá. Cả thằng Long nữa. Mai tôi phải kêu nó qua để nói chuyện cho rõ ràng mới được. Ông cười cái gì? Con Hiền nó thấy bà ngăn cản anh nó, nên nó mới nghĩ ra cách này đó. Thời buổi này rồi, không ai người ta đòi môn đăng hộ đối gì gì nữa đâu bà ơi. Vâng, tôi sai rồi. Heo con đi thăm bạn. Heo con là một con vật rất dễ thương, nhưng nó lại có một thói quen rất xấu, đó là không thích tắm. Vết dơ bám vào người khiến làn da nó trở nên vằn vện, chỗ trắng chỗ đen. Còn mùi hôi thì thiệt là khó chịu. Một bữa, gấu con mời các bạn tới nhà chơi. Con chào bác heo ạ. Bác heo ơi, heo con có ở nhà không bác? Chào gấu con. Heo con vừa theo cha qua nhà ông nội rồi. Có chuyện gì không con? Con qua mời heo con ngày mai qua nhà con chơi. Bác giúp con đưa giấy mời này cho heo con với ạ. Ờ được rồi, bác sẽ chuyển lời cho heo con. Heo con nghe mẹ nói xong liền vui vẻ, hí hửng, mong trời sáng thiệt mau để được qua chơi nhà gấu con. Mẹ nghĩ con nên đi tắm trước khi qua nhà gấu con chơi đó. Dạ, một lát nữa con sẽ tắm ạ. Nói rồi heo con leo thẳng lên giường đi ngủ. Mình như thế này là sạch sẽ rồi, chứ đâu có dơ bẩn gì đâu. Thôi cứ ngủ đã, tắm rửa gì, để sau đi. Sáng hôm sau khi trời vừa sáng, heo con đã vội vã chào mẹ để qua nhà gấu con. Đứng trước cửa nhà gấu con,
Heo con đưa tay ra gõ cửa. Bạn là ai thế? Mình là heo con đấy mà. Bạn mời mình qua nhà chơi, không nhớ sao? Mình mời heo con kia. Đó là một chú heo màu trắng hồng rất xinh đẹp. Tại sao người bạn lại đen xì thế? Trên người bạn có mùi hôi thiệt khó chịu, giống với mùi hôi trên người cáo. Thỏ con và chó con từ trong nhà của gấu con chạy ra. Chúng cũng ngửi người heo con rồi vội bịt chặt mũi. Người bạn ấy hôi quá, nhất định là tên cáo gian xảo đóng giả làm heo con đó. Chúng ta mau đuổi nó đi đi. Các bạn nghe vậy liền cầm gậy đuổi heo con đi. Mình không phải là cáo, mình là heo con đây mà. Tên cáo hung ác kia, ngươi đừng có hòng mà lừa gạt bọn ta, mau cút đi. Heo con sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy tới một cái ao nhỏ. Nó chẳng may trượt chân, té xuống ao. Ôi, lạnh quá. Ô, vệt đen trên tay mình biến mất rồi. Sau khi tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, heo con bèn trèo lên bờ. Nó ngắm nghía lại thân mình một lượt. Wow, tắm táp xong thấy thoải mái hẳn lên. Heo con ơi, lạ quá. Hồi nãy rõ ràng tụi mình nhìn thấy một con cáo rớt xuống ao. Tại sao bây giờ lại là bạn ta? Hồi nãy không phải là tên cáo bị rớt xuống ao đâu, mà chính là mình đó. Mình xin lỗi heo con nha. Tại mình thật sự không nhận ra cậu. Cậu cùng vào nhà chơi với tụi mình đi. Không, mình cũng là người có lỗi. Tại mình lười tắm nên vừa dơ vừa hôi, khiến các bạn không nhận ra, khiến các bạn hiểu lầm. Nhưng không sao, giờ mình đã sạch sẽ rồi, chúng ta cùng về nhà gấu con chơi thôi. Sau khi đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, các bạn của heo con cười phá lên. Chúng kéo tay heo con về nhà của gấu con và cùng ăn uống, múa hát vui vẻ. Tắm rửa là một trong những việc làm hàng ngày. Vệ sinh cá nhân là một nhu cầu cơ bản cần thiết cho con người. Chúng ta hãy chịu khó thường xuyên vệ sinh thân thể thiệt sạch sẽ, các bạn nhé. Hai giọt nước trên lá sen. Sáng sớm tinh mơ, trong một ngày cuối thu ở nông thôn, vạn vật nằm yên tĩnh dưới màn sương trắng. Mặt trời từ từ nhô lên ở đằng đông, những tia sáng lan ra từng chút một giữa sương mù mờ mịt. Có hai giọt nước từ trên trời rơi xuống một chiếc lá sen. Tại sao ông trời lại sinh ra mình là một giọt nước chứ? Là giọt nước thì sao hả anh? Em thấy như thế này rất tuyệt mà. Cuộc đời của một giọt nước như mình thiệt ngắn ngủi. Sinh ra chưa được bao lâu thì đã phải tan biến rồi. Mà sao em vui thế? Cả hai chúng ta sẽ sớm biến mất thôi. Em sẽ dần tan biến vào nước trong hồ, hoặc sẽ biến mất khi mặt trời mọc đó. Em hạnh phúc vì em còn sống. Em có thể ở đây trong một thời gian ngắn, nhưng em sẽ tận dụng tối đa thời gian của mình. Em sẽ khiêu vũ, ngắm cảnh và cảm nhận làn gió nhẹ trên làn da của em. Em sẽ trân trọng từng khoảnh khắc tồn tại của mình. Giọt thứ nhất thoáng ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ về cuộc sống theo cách đó trước đây. Anh luôn than thở về cuộc đời của mình, nhưng lại chưa bao giờ tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian sống của mình. Giọt nước thứ nhất bắt đầu đưa mắt nhìn thế giới xung quanh và cảm nhận chúng. Wow, tiết trời cuối thu mới tuyệt vời làm sao. Gió thu nhẹ nhẹ, thiệt say đắm lòng người. Lá sen có màu xanh, hoa sen có màu hồng, nhụy sen có màu vàng rực rỡ, mặt nước yên ả lăng tăng sóng. Tất cả tạo nên một bức tranh tươi đẹp chốn làng quê thanh bình vậy. Đúng vậy, cuộc sống này có rất nhiều điều tuyệt đẹp. Cùng với gió nhẹ, hai giọt nước vui vẻ nhảy múa trên lá sen. Giữa những tia sớm ban mai, hai giọt nước lấp lánh như những viên ngọc trai đầy kiêu hãnh. Khi hai giọt nước đang vui ca nhảy múa, một cậu bé chèo thuyền tới gần hơn. Cậu bé nhẹ nhàng đưa tay, hứng những giọt sương đậm trên lá sen để pha trà cho bà ngoại. Những giọt sương này là món quà tinh túy của tạo hóa. Có chúng thì tách trà buổi sáng của ngoại càng thêm thơm ngon, tròn vị. Cảm ơn những giọt sương mai. Nhờ có các bạn mà bà ngoại mình được thưởng thức những tách trà tươi mới, đậm vị như vậy. Khi ấm trà nóng lên, hai giọt nhìn nhau mỉm cười. Thời gian của chúng ta đã gần hết rồi. Nhưng nhờ em mà anh nhận ra rằng mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Chúng ta đã sống rất có ý nghĩa. Chúng ta không chỉ sống cho bản thân mình mà còn đem lại giá trị cho những người xung quanh. Cảm ơn con. Cảm ơn những lá trà. Cảm ơn những giọt sương mai.
Cảm ơn thiên nhiên đã cho ngoại một tách trà thơm ngon như vậy. Sống đời dài hay ngắn cũng không thể đo lường được hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu chúng ta sống một cuộc đời ngắn, nhưng với tình yêu, niềm đam mê và ý nghĩa, thì cuộc sống đó cũng thực sự là một cuộc sống đáng sống. Đôi giày cũ. Chiều nay lớp Quang có tiết học ngoại khóa, nhưng nó tự nộp đơn xin nghỉ phép với lý do sức khỏe. Nó vẽ ra kế hoạch sau khi đón thằng em đi học về, sẽ mua đôi giày mới để tụi bạn được dịp lé mắt khi cùng đến dự sinh nhật khoa tối nay. Mẹ, cho con tiền mua đôi giày mới đi sinh nhật bạn. Sao chiều nay con không đi học? Dạ, thầy có việc nên cho cả lớp nghỉ. Biết là nói dối không tốt, nhưng mà thôi kệ, nghỉ một ngày chứ có nhiều nhặn gì đâu. Vả lại mẹ mãi lo làm suốt ngày, chắc không để ý. Nè, con cầm lấy mà mua. Chiều nhớ đi đón em về rồi đi đâu thì đi. Tối nay mẹ phải làm thêm, chắc em ra nhà ngoại chơi, tối về mẹ rước. Nhớ về sớm đó. Dạ con nhớ rồi ạ. Phải chi bữa nay thằng Tí nghỉ học là mình có dư thời gian để ra chợ thị trấn ngắm quần áo đẹp, bao nhiêu kiểu mốt mới dành cho tuổi teen. Đúng là cái thằng cục nợ mà. Thưa cô, có chuyện gì thế ạ? Trong tiết thể dục, vì lỡ vấp phải gốc cây, đôi giày cũ của Tí bị rách. Thế là Tí cứ khóc hoài vì tiếc của. Cô dỗ hoài mà em ấy không chịu nín. Mai mà có con tới, dỗ dùm cô với. Thôi bỏ đi, để anh nói mẹ mua cho em đôi khác. Mình về nhà thôi, kẻo bác bảo vệ đóng cửa trường là tối nay ngủ ở đây luôn đó. Chỉ có đôi giày thể dục thôi, em làm gì khóc như mưa thế. Con trai khóc là yếu đuối, là xấu hổ đó, biết chưa. Giày này mẹ mua cho em mà anh hai, bỏ uổng lắm. Mẹ làm cực khổ mới có tiền mua giày cho em mang. Tối nào đấm lưng cho mẹ, em cũng thấy vai mẹ chai sần hết rồi. Em thương mẹ lắm anh hai. Có chuyện gì về anh hai? À, anh quên mất một việc. Em ngồi yên, anh chở em ra chợ nha. Anh mua đồ rồi về liền. Anh hai tính mua giày mới hả? Em thấy đôi giày ở nhà còn mới mà. À, mà anh có tới 2 đôi. Không phải, thêm đôi giày thể dục nữa là 3 đôi đó. Vậy sao anh hai mua nữa? Mà tiền đâu anh hai mua? Mày im đi có được không? Để tao lựa giày cái coi. Anh hai xin tiền mẹ mua phải không? Đừng có xin tiền mẹ hoài mà. Mẹ không có dư đâu. Chiều hôm qua em thấy người ta tới đòi nợ mẹ nữa đó. Đúng là ở nhà mình có tới 3 đôi giày. Tuy chúng không mới nhưng vẫn còn đi tốt. Mua như vậy thì thiệt là phí. Nhưng lỡ mua rồi biết làm sao đây. Anh chờ em xíu, để em lau sình, nó dơ hết rồi. Thôi, để về nhà hãy giặt. Giờ quay lại cửa hàng giày với anh. Chi vậy anh hai? Anh quyết định đổi đôi giày này của anh để lấy giày thể dục cho em mang. Để kiếm được đồng tiền thật sự không dễ dàng một chút nào. Nó không còn đơn thuần là tiền nữa, mà là mồ hôi, là nước mắt, là tình yêu thương đong đầy của ba mẹ dành cho chúng ta. Vì vậy, phải biết sống tiết kiệm, trân quý từng đồng tiền nhỏ để thấu hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ và trân trọng công sức lao động của đấng sinh thành nhiều hơn. Bà Tiên. Hồng đón mẹ từ quê lên thành phố sống cùng khi sắp sinh Cubin. Vợ chồng Hồng đều làm cho công ty tư nhân nên công việc khá áp lực. Tuy nghỉ sinh ở nhà, Hồng vẫn phải vật lộn với đống giấy tờ lộn xộn. Có mẹ ở cùng đỡ đần, 3 tháng sau sinh, Hồng đã xin đi làm lại. Mẹ ơi, tụi con tính sẽ thuê ô xin làm việc nhà, còn mẹ ở nhà chỉ cần trông cháu thôi. Như vậy mẹ sẽ không phải vất vả nữa. Tụi con đi làm cả ngày cũng yên tâm về hai bà cháu. Trong nhà có việc gì nặng nhọc đâu con. Ngài nấu 2 bữa cơm và cho quần áo vào máy giặt. Tranh thủ lúc cô Bin ngủ, mẹ làm loáng là xong. Thuê người giúp việc, tháng mất mấy triệu đồng. Hơn nữa có người lạ trong nhà, mẹ cũng không thích. Dạ, vậy thì tụi con sẽ nghe lời mẹ. Mẹ Hồng gần 70 tuổi nhưng nhanh nhẹn, dẻo dai lắm. Có bàn tay của bà, nhà cửa trước sau sạch bóng và lúc nào cũng ngăn nắp. Nhưng dạo này Hồng thấy mẹ kỳ lạ thế nào ấy. Bà cứ chăm chăm lượm lặt mấy cái chai lọ, bìa, giấy vụn. Chắc mẹ dọn dẹp đồ thừa thải trong nhà để mang đi bán cho sạch sẽ, gọn gàng đi mà.
Nhưng mà hơi lạ, sao phế liệu trong nhà lại nhiều thế được chứ? Em nghĩ hoài mà không đoán được lý do. Liệu mẹ gom đồ linh tinh để làm gì vậy anh? Chắc mẹ muốn dành dùm ít tiền. Có gì đâu mà em phải suy nghĩ. Ở quê sống tằng tiện quen rồi, mẹ không muốn lãng phí nên mới tận dụng. Chốt lại, để giải quyết vấn đề, anh nghĩ em nên đưa mẹ thêm ít tiền, chở mẹ đi mua sắm thường xuyên. Cuộc sống xông xên, mẹ sẽ bớt thời gian lượm lặt vụn vặt. Mẹ ơi, mẹ cầm thêm để chi tiêu nha. Sao con đưa tiền cho mẹ nhiều vậy chi? Phần tiền con đưa hàng tháng mẹ xài còn không hết con ạ. Đi làm vất vả, phải biết tiết kiệm. Mà nếu dư rồi thì làm bớt lại. Thỉnh thoảng con phải nghỉ ngơi, đưa cô Bin đi chơi, dòm ngó hàng xóm láng giềng chút. Mẹ thấy vợ chồng con ở đây lâu mà chẳng biết ai với ai. Sống thế không được đâu con ạ. Con đưa thêm tiền là muốn biếu mẹ. Mẹ đi ra ngoài thấy món nào ngon thì thưởng thức, thích món gì thì mua. Mà mẹ lựa mấy cái chai lọ vứt đi kia làm chi, bán được bao nhiêu tiền đâu. Mẹ để góc sân, cô Bin lân la ra đó chơi, mất vệ sinh lắm. Mẹ chỉ làm trong lúc rảnh rỗi, làm xong lúc nào mẹ cũng thay quần áo, vệ sinh sạch sẽ. Mẹ không để ảnh hưởng tới các con, tới cô Bin đâu. Không ảnh hưởng là thế nào? Hàng xóm người ta nhìn việc mẹ làm, người ta cười tụi con đó. Những ngày sau đó, thay vì công khai lượm lặt đồ phế liệu như mọi lần, mẹ Hồng lại giấu giếm. Bà cột chặt phế liệu vào bao kính để ở một góc khuất. Khi vợ chồng Hồng đi làm về, nhà cửa đã sạch sẽ tinh tươm. Bà ngồi ung dung chơi với cô Bin nên Hồng cũng yên lòng. Cô Hồng đi làm đó à? Nè, sao vợ chồng cô khá giả, nghề nghiệp đàng hoàng, mà cứ để bà cụ đi lượm lặt phế liệu mãi thế. Thực tình mình không hiểu nổi, sao mẹ phải khổ sở thế để làm gì, trong khi tiền mình đưa thì nằng nặc không lấy. Được rồi, ngày mai mình sẽ nghỉ làm một bữa để theo dõi mẹ, lấy mấy thứ vụn vặt đó ở đâu và vì sao phải làm vậy. Mình sẽ ngồi đây khoảng hơn tiếng rồi quay về theo dõi mẹ. Vì sáng ra mẹ còn phải chu cô Bin ăn uống, chơi một lát. Khi cô Bin chơi chán lăn ra ngủ thì bà muốn làm gì mới làm được. Cô ơi, cô có muốn đánh giày không ạ? Có, vào đây. Cô ở trong hẻm này à? Con thấy cô hay từ đó đi ra. Ừ. Trong hẻm cô xuất hiện một bà tiên. Tụi con thương bà lắm. Bà hãy kể cho tụi con nghe những câu chuyện rất thú vị. Bà Tiên à? Bà Tiên tên gì? Dạ, tụi con không biết tên bà, chỉ gọi bà là bà Tiên, vì nhiều thứ tụi con mơ ước bà đã ban cho. Ví dụ là gì nào? Bà tặng tụi con sách, tập, viết. Thỉnh thoảng bà cho đồ ăn nữa. Bà già công nhận chịu thương chịu khó, chiều con trẻ, tốt tính lắm. Nghe nói các con bà toàn thành đạt, khá giả cả, mà bà chịu đi gom góp, lượm lặt phế liệu bán lấy tiền mua đồ cho bọn trẻ này. Trước, mọi người quanh đây cứ tưởng bà làm nghề thu mua sắc vụn phế liệu. Ai đời, có tuổi rồi mà cứ xách bao lượm lặt chai lọ giấy vụn. Sau này biết bà thu gom vậy cũng sạch sẽ, lại bán được tiền mua sách tập viết cho bọn trẻ mồ côi. Nên nhà ai có chai lọ bỏ đi đều mang đến tận nhà cho bà. Hàng xóm thấy vui vẻ, gần gũi hơn. Không cần đánh giày nữa, con đưa cô vào gặp bà Tiên đó đi. Mẹ chỉ muốn giúp bọn trẻ mồ côi. Mẹ sẽ không làm ảnh hưởng đến các con. Mẹ cho con xin lỗi. Con lúc nào cũng bận rộn, nên chẳng bao giờ để ý những hoàn cảnh khó khăn quanh mình. Con sẽ phụ mẹ. Trong cuộc sống, có những việc làm, những hành động của nhiều người khiến chúng ta thấy nể phục và biết ơn. Những việc làm giản dị nhưng hết sức chân thành của họ đã tỏa sáng và để lại ấn tượng sâu sắc, để chúng ta tin tưởng rằng người tốt vẫn luôn hiện hữu và điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại quanh ta.
vườn cải của mẹ. Sắp tới trường múa có đợt thi tuyển học viên đi thi cấp thành phố. Hân vô cùng háo hức với cuộc thi này và tin chắc mình sẽ được chọn. Các con phải tập luyện nhiều và không được chủ quan trong bất kỳ động tác nào nếu muốn vào đội tuyển đi thi nha. Với nhiều năm kinh nghiệm và là một thành viên giỏi của lớp, thì đợt thi tuyển này trong khả năng của mình. Thực ra ôn lại thì cũng chỉ là những động tác đã cũ, nên nhất định mình sẽ tìm những động tác mới mẻ và khó hơn để có cơ hội tạo sự đột phá. Con tập luyện thế nào rồi? Rất tốt mẹ, con đã nhớ hết các động tác và tin chắc mình sẽ chiến thắng. Đừng chủ quan nha con. Dạ con nhớ rồi ạ. Mẹ đi ngủ sớm nha. Mẹ vẫn lo xa như thế từ khi Hân bước vào lớp học múa và phải đi học xa nhà. Biết Hân yêu múa nên mẹ luôn tạo điều kiện để Hân học tập tốt nhất. Rồi ngày tuyển chọn cũng tới. Với màn biểu diễn này, chắc chắn mình sẽ có mặt trong đội tuyển đi thi cấp thành phố. Cô chúc mừng năm bạn lớp mình đã được tuyển chọn, rất xứng đáng với công sức tập luyện lâu nay của các con. Bạn Khánh Chi, bạn Thi, bạn Ngân, bạn Hoàng và bạn Nga. Nào, cả lớp hãy cho các bạn một tràng pháo tay động viên nha. Mình đã quá chủ quan và sơ suất rồi, thì là mình đã tự đánh mất đi cơ hội của bản thân. Hân buồn bã và chỉ muốn trở về bên mẹ. Mẹ đã đón Hân và hiểu tất cả. Sau 2 ngày ngủ vùi trong phòng, mẹ cũng bước vào để thủ thỉ cùng con gái. Con xin lỗi mẹ, con đã làm không tốt. Tại sao lại xin lỗi mẹ? Bây giờ thì con hãy ra khỏi phòng và đi với mẹ. Ôi, lâu lắm rồi mình mới được nhìn ngắm mẹ trong khung cảnh này. Thiệt là bình yên. Lâu rồi con không về, vườn cải nhà mình tươi tốt quá mẹ ơi. Trồng cải là niềm yêu thích của mẹ mà. Cũng nhờ chăm sóc chúng, mẹ mới vơi đi nỗi nhớ con đó. Con biết không, ngày nào mẹ cũng chăm sóc rất kỹ vườn cải này. Không chỉ lúc nhỏ, mà khi cây cải đang lớn, đang xanh tốt, thì cũng chính là thời điểm cho sâu bọ tấn công. Vì thế, ngày nào mẹ cũng phải ra coi ngó cẩn thận đó con à. Mẹ nghĩ, nếu con muốn thành công và đạt được kết quả tốt trong bất kỳ việc gì, thì không nên chủ quan. Cũng giống như việc muốn có được ngôi nhà vững chắc, thì ta phải xây dựng nền móng vững chắc. Đây là bài học dành cho con, vì con quá chủ quan. Hãy ôn luyện thiệt tốt, mẹ tin cơ hội sẽ lại đến với con. Mẹ ơi, con đã hiểu rồi ạ. Vì quá chủ quan và tự tin vào năng lực của bản thân mà con đã bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng con sẽ ghi nhớ bài học hôm nay mẹ dạy, để một ngày nào đó có thể tự hào khoe với mẹ rằng con đã thành công. Với bất kỳ một điều gì trong cuộc sống, nếu bạn muốn có kết quả tốt thì cần có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng cho bản thân ngay từ những bước đầu tiên, từ những điều căn bản nhất. Nghề lao công. Hồng năm nay lên lớp 8, cái tuổi không còn là con nít mà cũng chưa thực sự là người lớn. Ba Hồng là thợ xây, mẹ theo chân ba đi làm phụ hồ. Những ngày nắng thì công việc khá ổn định, nhưng mỗi khi mùa mưa về thì ba mẹ lại không có việc làm. Con chào ba, con đi học mới về. Hồng đi vào bếp, cô bé bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ba. Ba vẫn ngồi vân vê mẩu thuốc, phóng tầm mắt ra nhìn trời mưa qua ô cửa sổ. Thỉnh thoảng lại khẽ thở dài một hơi. Mẹ, mẹ cần con giúp gì không ạ? Con lấy cho mẹ ít nước sạch để nấu canh. Hồng lấy nước từ bình lọc, cô bé đưa mắt nhìn ra ngoài, vẫn thấy ba ngồi im như cũ. Tàn thuốc trong tay ba vẫn không ngừng cháy. Sao nhìn ba có vẻ buồn thế mẹ? Trời cứ mưa hoài không chịu tạnh, ba con không đi làm được nên sốt ruột đó. Ba mẹ vất vả cả năm rồi, nghỉ vài ngày cũng đâu có sao. Nghỉ ngày nào là không có tiền ngày ấy,
Sắp tới nhà mình còn phải chi trả nhiều thứ, không làm được thì lấy tiền đâu ra mà mua bán tiêu pha hả con? Mình à, nay đi chợ em gửi xe chỗ bác bảo vệ trường cái Hồng. Bác nói trường đang thiếu lao công dọn vệ sinh, em đang tính xin một chân. Tôi cũng tính mai ra chợ mua cái lưới về, học người ta ra sông đánh cá, mang đi bán kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Cứ ở nhà chơi hoài cũng buồn chân tay. Mẹ ơi, mẹ có nhất thiết là phải tới trường con làm lao công không? Ý con là sao? Tại sao con lại hỏi vậy? Dự báo thời tiết nói chứ còn mưa có mấy ngày nữa thôi là tạnh rồi. Mẹ đâu cần phải đi dọn vệ sinh chứ. Sắp tới tiền học của con, tiền điện nước hàng tháng, tiền ăn uống hàng ngày, không làm thì lấy đâu để bù vào? Nhưng mẹ có thể tìm chỗ khác mà. Con lại làm sao nữa vậy Hồng? Mẹ làm lao công trong trường khiến con bị ảnh hưởng sao? Dạ đúng vậy, nó ảnh hưởng tới con. Các bạn sẽ chỉ trỏ, cười cợt con là có mẹ làm lao công. Con thấy xấu hổ lắm. Mẹ luôn vậy, mẹ chẳng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của con cả. Con Hồng đâu, sao không xuống ăn cơm? Mẹ kéo ghế ngồi xuống, kể cho ba nghe chuyện hồi trưa. Em đừng lo quá, con gái mình đang tuổi mới lớn nên suy nghĩ vẫn còn ngây dại. Để anh vào trò chuyện với con. Sao tới giờ cơm rồi mà con gái ba không xuống ăn? Dạ, con không đói. Hồng nè, lớp con có bạn tên Minh phải không? Dạ, bạn Minh học giỏi lắm bà. Tuy ba bạn bị bệnh, mẹ bạn đi lượm ve chai, nhưng bạn học vẫn siêu đỉnh luôn. Vậy gia cảnh nhà bạn như thế, các con có cười nhạo bạn không? Sao tụi con lại cười nhạo Minh được ạ? Bạn ấy khó khăn thế, tụi con phải giúp đỡ bạn ấy chứ ạ? Nếu thế thì tại sao con lại nghĩ các bạn sẽ cười cợt con khi mẹ đi làm lao công ở trường? Con gái à, làm việc gì không quan trọng. Quan trọng là chúng ta làm những công việc chân chính, nhận thành quả trên sức lao động của mình thì không có gì đáng để xấu hổ cả. Lao công cũng là một nghề, mà nó lại giúp cho môi trường xanh đẹp, thì còn gì cao quý bằng chứ? Ba ơi, con hiểu rồi, con sai rồi, con là một đứa trẻ hư. Con gái ba biết nhận lỗi, nên không phải là đứa trẻ hư. Nào, cùng ba xuống ăn cơm, rồi xin lỗi mẹ nha. Nghề nào cũng là nghề, miễn lao động chân chính, làm ra đồng tiền lương thiện. Chúng ta phải biết ơn những người dọn rác, vì môi trường quanh ta trở nên xanh đẹp hơn là nhờ vào những con người thầm lặng ấy. Những trái ổi xấu xí. Gần nhà Nam có một ông cụ cao tuổi sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, đã lộ rõ những dấu vết của thời gian. Trái ngược với căn nhà, ông cụ có một mảnh sân vườn rất to và rộng. Những cây ổi sai triệu trái đang xen nhau tạo nên một màu xanh tươi mát. Một buổi trưa nọ, Nam đang đọc truyện tranh bên cửa sổ. Bỗng có một cơn gió thoảng qua, đưa mùi hương ổi tới chỗ Nam. Ôi, mùi ổi chín nhà ông Năm, thơm quá. Cậu gấp cuốn truyện lại, đứng dậy nhoài người ra khung cửa sổ để hít hà mùi thơm hương ổi. Chà, tuyệt quá. Giá mà giờ được cắn một miếng ổi thơm lừng ấy thì còn gì sánh bằng. Ông Năm giờ này chắc đang ngủ trưa. Mình qua hái vài trái, chứ ông không biết đâu. Mà nhà ông nguyên một vườn to thế kia, thì vài trái đã nhằm nhò gì. Nói rồi, Nam trèo tường vào vườn và hái trộm ổi. Cậu bẻ một cành cây non để đuổi những con kiến bám trên những trái ổi, rồi hái chúng. Tuy nhiên, khi ăn thử một trái, Nam cảm thấy chát và vứt xuống đất. Khiếp, ổi gì mà chát thế? Hay là nó chưa chín ta? Thử trái khác coi sao. Để coi nào, trái này. Sau đó, Nam đã nghĩ ra cách để chọn được ổi chín.
cậu dùng móng tay bấm vào thân của các trái ổi để kiểm tra độ mềm của chúng và chỉ hái những trái chín. Trái chín trong vườn ông cụ đã bị Nam hái hết cả. Trong khi trái xanh vẫn còn trên cành thì bị những vết móng tay làm cho thâm xì, xấu xí. Dưới gốc những cây ổi, la liệt trái ổi chín bị cắn dở, nằm lăn lóc. Một tuần sau, mẹ ơi có gì ăn không? Con đói quá. Có dĩa ổi mẹ để trên bàn đó, xắt ra mà ăn. Nam định cắn một miếng, nhưng nhìn thấy trái ổi xấu xí, cậu lại đặt vào dĩa. Sao trái ổi xấu thế này mà mẹ cũng mua vậy? Không biết đứa mất dạy nào hái trộm ổi nhà ông Năm, phá tanh bành vườn nhà ông cụ. Mẹ thấy vậy nên mua ủng hộ ông vài ký. Ông Năm đầu hẻm hả mẹ? Ừ, tội nghiệp ông cụ. Sống một mình chỉ có trông chờ vào vườn ổi để kiếm đồng ra đồng vào lo thuốc men rau cháo qua ngày. Không biết đứa nào lại tồi tệ đến thế chứ. Ổi này tuy vỏ ngoài có xấu chút, nhưng giống ổi vẫn ngon lắm. Nam giật mình cầm trái ổi chạy ra đầu hẻm, thì thấy ông Năm đang ngồi trước cửa nhà bán ổi. Hàng xóm đều xúm lại mua ủng hộ ông. Cho tôi 2 ký, cho tôi 3 ký đi ông Năm ơi. Lấy tôi thêm 2 ký nữa nha, ổi giòn ngọt quá trời luôn. Ông Năm tươi cười, bọc từng gói ổi cẩn thận vào trong bọc, trao cho từng người. Cảm ơn bà con lối xóm, cảm ơn những tấm lòng của mọi người. Tôi thực sự rất trân trọng tình cảm mà mọi người dành cho tôi. Nam nhìn những trái ổi xấu xí được ông nâng niu kỹ càng, sắp xếp cẩn thận trong các sọt tre. Nam nhận ra rằng trái ổi này chính là những trái ổi mà cậu đã ra tay phá hoại trong vườn nhà ông tuần trước. Cậu lẳng lặng quay về nhà, ngồi trên ghế, vừa cắn ổi vừa khóc, hối hận về hành vi của mình. Việc trẻ con phá hoại tài sản của người khác có thể là do không hiểu rõ giá trị của tài sản đó, hoặc do một số hành vi khác như tò mò, muốn thử thách hoặc muốn được chú ý. Tuy nhiên, bất kỳ lý do gì cũng không thể giải thích cho việc phá hoại tài sản của người khác. Hành vi này có thể gây tổn thương cho họ cả về mặt vật chất và tinh thần. Chúng ta cần dạy trẻ về trách nhiệm của mình, cũng như tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, và giúp trẻ hiểu rõ hậu quả của hành động phá hoại tài sản. Những viên hạt nở. Tuấn sinh ra và lớn lên tại vùng quê xa thành phố. Sau khi học xong cấp 3, Tuấn đậu đại học và đi học xa nhà. Cậu rất ít khi về quê vì việc học và thi cử bận rộn, rồi những buổi làm thêm và những cuộc đi chơi với bạn bè vào cuối tuần. Một ngày nọ, alo, Tuấn đó phải không con? Dạ, có chuyện gì sao ba? Tuấn à, ông nội con bị bệnh, con thu xếp học hành công việc về thăm nội mấy bữa nghe con. Ba nói sao? Nội bị bệnh à? Nội bệnh nặng lắm không ba? Giờ con ra bắt xe luôn đi ạ. Ngồi trên xe mà lòng Tuấn nóng như lửa đốt. Vừa vào tới phòng bệnh, Tuấn chạy thiệt nhanh đến bên giường bệnh của ông. Nội ơi, nội có đau nhiều không? Con về thăm nội rồi đây. Chàng trai trẻ, cảm ơn con cũng đến thăm người nhà hả? Tuấn ngạc nhiên nhìn ba. Ba không nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu với cậu. Chào cụ thấy trong người sao rồi? À, bác sĩ đó à, tôi khỏe, khỏe lắm rồi. Vậy bữa nay con cho cụ xuất viện nha, cụ vui không? Vui chứ, tôi còn phải về nhà chơi với thằng Tuấn nhà tôi. Tôi đi lâu, chắc nó nhớ tôi lắm rồi. Ông nội Tuấn đã lẫn từ lâu, lúc nhớ lúc quên. Tuấn rất buồn vì ông không còn nhận ra Tuấn. Có thể là do lúc lớn, cậu không thường xuyên ở nhà, nên ông không nhớ ra cậu. Sáng hôm sau, trời vẫn còn sớm mà nội. Nội ra ngoài lại bị nhiễm lạnh thôi, nội nghỉ ngơi thêm chút nữa, rồi lát hãy ra. Ông nội dường như không nghe thấy Tuấn nói chuyện. Ông lững thững đi ra ban công, tay bê bình hạt nở và đổ ra chậu rửa từng hạt, từng hạt. Tuấn nhìn mãi mới nhận ra đó là lọ hạt nở mà ngày nhỏ cậu rất thích chơi. Không ngờ ông nội vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Ông tuy lẫn, lúc nhớ lúc quên, nhưng ngày nào cũng nhớ thay nước cho đám hạt nở của con, không quên một ngày nào. Thằng Tuấn thích đám hạt nở này nhất. Tuấn thấy vậy thì chảy nước mắt. Cậu đi lại chỗ ông, ngồi cạnh và rửa cùng ông. Bé Tuấn thích những viên nở này lắm hả nội? Thằng Tuấn nhà ông thích nhất những viên nở này.
mỗi lần trước khi đi học, nó lại dặn đi dặn lại là nội phải nhớ thay nước cho nó, không được để những viên nở bị cạn nước. Cậu bé thiệt dễ thương ông ha. Cái thằng nhóc đó, về mà nó thấy viên nở bị cạn nước là lại giận dỗi ông cả ngày trời đó. Bỗng ông đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ tự vẽ. Thôi chết, đã tới chiều rồi à. Nào chàng trai trẻ, đặt giùm ông cái chậu nở này lên bệ kia. Nhanh nhanh, kẻo thằng Tuấn nhà ông nó sắp đi học về rồi. Nó giận dỗi lại không thèm nói chuyện với ông nữa đâu. Nội cứ từ từ thôi, giờ mới sáng, bé Tuấn vừa mới đi học thôi. Nào, cháu trai, nhanh nhanh, thằng Tuấn nó về tới rặng tre đầu hẻm rồi kìa. Tuấn đưa mắt nhìn ra đầu hẻm, nơi có rặng tre xanh xanh đang đung đưa trước gió. Nội vẫn nhớ con. Trong mắt nội, con vẫn mãi chỉ là thằng Tuấn bé bỏng của nội. Ông cũng như cha, có thể không nói những lời ngọt ngào, nhưng lại quan tâm đến chúng mình theo cách bình dị và âm thầm nhất. Càng lớn, bạn sẽ càng nhận ra ông bạn thương bạn như thế nào. Và trong mắt ông, bạn sẽ chẳng bao giờ lớn đâu, mà mãi mãi chỉ là một đứa cháu bé bỏng mà thôi. Anh và em. Mẹ Phương gọi anh Hoàng là chuột, còn Lan là sóc. Sóc mới 6 tuổi thôi, nhưng đã tỏ ra rất tốt bụng và thân thiện, nên ai cũng yêu mến cô bé. Còn anh chuột đã 10 tuổi rồi mà còn ham chơi và hay ghen tị với em sóc, nhất là những lúc em sóc được mẹ cưng chiều hơn. Ba đi công tác xa, thi thoảng mới về nhà. Còn mẹ Phương ở nhà vừa chăm sóc hai anh em, vừa buôn bán thêm để lo cho gia đình. Một buổi chiều nọ, chiều nay mẹ phải đi lấy hàng về trễ, hai con ở nhà nhớ ngoan nha. Anh chuột coi em cẩn thận giùm mẹ, mẹ đi đây. Mẹ ơi, tại sao con phải coi em, mà lại chỉ được có một cái kẹo mút thôi ạ? Nhà chỉ còn có 3 cái kẹo đó thôi con. Con lớn hơn em thì nhường em nha. Mẹ thiệt là không công bằng, lúc nào cũng dành phần hơn cho nó. Anh chuột ơi, em chỉ ăn hết có 1 cái thôi, cho anh nè. Anh không thèm, kẹo mút thì có gì ngon kia chứ. Thôi, em tự chơi đồ chơi một mình ở nhà đi, đừng có mà lẳng nhẳng bám theo anh. Sóc thấy anh bỏ đi chơi, liền lôi bộ xếp hình ra chơi một mình. Một lát sau, Sóc thấy chán nên cũng chạy ra ngoài chơi. Ngoài đường thiệt là vui, bao nhiêu là người và xe đi lại. Sóc thích quá, cứ men theo rìa đường mà đi. Ôi, con đường này nhiều hoa đẹp quá, còn có nhiều chuồng chuồng nữa. Mình đi bắt về cho anh chuột chơi cùng. Mẹ ơi, anh chuột ơi, nhà mình ở đâu rồi? Có chuyện gì vậy con? Sao tối rồi còn đứng đây chơi một mình thế này? Con bị lạc đường, con không biết đường về nhà. Thế con có nhớ số điện thoại của ba mẹ không? À, may quá, con có nhớ số điện thoại của mẹ. Cô giáo con dạy là phải học thuộc số điện thoại ba mẹ mà. Vậy để bác gọi điện cho mẹ con tới rước con nha. Mẹ ơi, con xin lỗi, tại con mãi chơi. Không sao, có mẹ ở đây rồi. Sóc ơi, em đi đâu rồi? Hay là em bị bắt cóc rồi? Anh ân hận lắm, anh biết đi tìm em ở đâu đây? Ôi, Sóc, Sóc về rồi nè. Anh xin lỗi em. Anh chuột đừng khóc, từ nay em không đi chơi một mình nữa đâu. Các con nghe mẹ dặn nè, đã là anh em thì phải biết yêu thương chăm sóc cho nhau. Nếu bữa nay Sóc không gặp được các cô bác tốt bụng và gặp kẻ xấu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tụi con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng nhiều. Con đã biết lỗi rồi ạ. Từ nay con hứa sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa. Dạ, con cũng không tự ý đi chơi một mình khi chưa xin phép mẹ đâu ạ. Anh chị em trong nhà hòa thuận thương yêu nhau mới tạo ra một gia đình thực thụ. Chúng ta cần rèn giũa tình cảm ấy, phải luôn chăm sóc yêu thương tình cảm ấy. Bởi bạn có đi bao xa
cũng không thể nào tìm được một thứ tình cảm thiêng liêng và đáng tự hào như thế. Con sai rồi. Ly và Văn sống với mẹ trong ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Nhà nghèo, ba lại mất từ khi Văn còn nhỏ, nên một mình mẹ phải làm đủ việc để nuôi hai chị em. Ly năm nay lên lớp 9, cô bé rất thương mẹ và chăm chỉ làm việc nhà. Văn đã là học sinh lớp 6, nhưng vì được mẹ và chị chăm lo nên thường hay vòi vĩnh mẹ nheo. Sáng hôm ấy, mẹ về đi, con đi bộ từ đây. Còn xa mà, để mẹ chở con. Thôi mẹ về đi. Kẻo các bạn cười con, vì có mẹ làm nghề lượm phế liệu. Mẹ mua cho con cái xe đạp để con tự đi học. Con lớn rồi, cứ đưa đưa rước rước, bạn bè nó cười cho. Để mẹ coi đã nha. Nếu em không thích mẹ chở thì đi bộ cùng chị cho vui. Giờ mẹ đang phải dồn tiền đóng học cho hai chị em mình. Tiền đâu ra mà mua xe? Em không biết. Bạn em đứa nào cũng có xe đạp đi học. Thôi được rồi, để mẹ tính. Mai mẹ ghé qua cửa hàng đồ cũ nhà bác Trường, coi có chiếc xe đạp cũ nào tốt tốt, mẹ mua chịu cho con. Mẹ làm sao đó? Con không đi xe đạp cũ đâu. Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều để con lựa lời khuyên em. Mà mẹ cũng đừng mua xe cho nó. Chiều theo nó là nó hư đó. Từ nhà tới trường có vài cây số, đi bộ cho khỏe người. Ừ, thôi, con rửa tay chân rồi vào học bài đi, kẻo trễ. Lại ăn vạ mẹ à? Học xong bài chưa mà đã ngủ? Sao em cứ đòi mẹ mua đồ cho em thế? Em không biết là mẹ đã rất vất vả vì chị em mình rồi sao? Cuối giờ học, Văn ngồi sau xe Thành cùng lớp. Vừa ra tới cổng trường thì mẹ đứng xa xa, bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ. Chắc mẹ vừa đi gom phế liệu về rồi quay lại đón mình đấy mà. Mẹ sợ mình phải đội nắng đi bộ về nhà. Nhưng mà mình không thể ngồi sau con xe cũ xích đó được. Văn! Văn ơi! Lần sau mẹ đừng tới rước con nữa. Phóng nhanh lên đi mày. Sau hôm đó, mẹ làm việc quần quật suốt ngày. Có bữa, tối muộn mẹ mới về. Ngoài việc lượm và thu mua phế liệu, mẹ còn nhận dọn dẹp nhà cửa theo giờ cho người ta. Mẹ đã làm lượm rất vất vả đó, em biết không? Sao em vẫn không chịu hiểu cho mẹ mà còn vòi vĩnh này nọ khiến mẹ phải suy nghĩ chứ? Chị ghen tị với em nên mới nói thế chứ gì? Thôi, chị không muốn tranh cãi với em đâu. Chắc là mẹ sắp đi làm về rồi đó. Chị phải đi hâm nóng thức ăn sẵn cho mẹ còn về ăn tối đây. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ làm sao thế này? Mau đỡ mẹ dậy đi. Em chạy qua nhà bác Hà, nhờ bác đưa mẹ đi bệnh viện giùm. Nhanh chân lên em. Mẹ các cháu vì làm việc nhiều quá nên bị kiệt sức. Thời gian này các cháu chịu khó chăm sóc cho mẹ, để mẹ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho mau hồi phục. Cũng đừng làm gì khiến mẹ suy nghĩ căng thẳng, bệnh sẽ tái phát đó. Nếu mình không đòi mua xe đạp thì mẹ đâu phải làm quá nhiều như vậy chứ. Mình thiệt là tồi tệ. Ông trời ơi, cầu mong cho mẹ con mau tỉnh lại. Mẹ ơi, mẹ làm con sợ quá. Mẹ không sao. Mẹ sắp có đủ tiền mua xe cho em Văn rồi. Mẹ ráng làm thêm mấy bữa nữa là đủ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con không cần xe đạp nữa, con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ đừng chết nha mẹ. Các con ngốc thiệt, mẹ làm sao bỏ các con được. Mai mẹ khỏe, mẹ lại đi làm được mà. Mẹ phải chăm lo cho các con tới lúc trưởng thành chứ. Cả nhà mình cùng cố gắng nha. Và từ đó, Văn chăm chỉ học hành, không bao giờ đòi hỏi mẹ mua cái gì nữa. Cậu bé cũng đã biết cùng chị gái phụ giúp mẹ nhiều việc nhà và không ngần ngại giúp mẹ đẩy xe phế liệu mỗi chiều Chủ nhật. Cha mẹ vì nuôi dạy con cái, để con cái được cứng cáp mà trưởng thành, ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, tuổi thanh xuân không còn, ngày càng già nua. Vì vậy, những ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?
chiếc dù rách. Sáng nay quán nước nhỏ gần nhà chị Nhàn xuất hiện thành viên mới. Mỗi sáng chị đều ghé qua đây mua trà nóng rồi mới đi làm. Thằng nhỏ dưới quê lên mới tới quán của cô làm việc đó con. Dạ, vậy ạ. Thôi con đi làm nghe dì Tư. Chị để em dắt cho. Thôi, cảm ơn nhóc, chị làm được. Chị mặc váy khó dắt lắm, để em giúp chị. Nè con, thằng nhóc đó mới ở quê lên phụ quán nước, nó lành lắm đó nha, con phải đề phòng. Không chỉ bà hàng xóm, mà người dân ở đây hầu như ai cũng có tính cảnh giác rất cao. Chị Nhàn tuy không quá lo lắng về thằng bé, nhưng chị nghĩ không nên chủ quan. Chị sống một mình lại ở thành phố, nhà nào biết nhà đấy, nó đã thành nếp sống rồi. Nè nhóc, sao chưa về mà đứng đây làm gì? Dạ, bữa nay quán đông khách nên em về nhà hơi muộn. Ừ, vậy thì về lẹ đi, đứng đây hoài không được đâu. Dạ, mưa to quá à, em không về được. Cũng tội nghiệp thằng nhỏ, nhưng đêm hôm khuya khoắt không thể tự tiện mời nó vào nhà được. Chị có thể cho em mượn một chiếc dù được không ạ? Cây dù còn mới đẹp, rủi nó mượn không trả thì cũng thấy tiếc. Chị có mỗi cái này thôi, em cầm tạm về nha. Cảm ơn chị, ngày mai em sẽ trả lại cho chị. Ờ, về đi nhóc. Biết ngay mà, mình mà cho thằng nhóc mượn cây dù mới thì chắc nó lấy luôn rồi. Thôi, dù sao cũng chỉ là một cây dù rách. Hai ngày sau, đáng lý ra em phải mang trả lại cho chị cây dù sớm hơn, nhưng em nhờ người ta mai lại chỗ bị rách của cây dù nên bữa nay mới trả chị được. Trời, sao em mai lại làm gì? Nó đã rách rồi mà. Nhưng nó vẫn còn dùng được mà chị. Trà nóng của chị đây ạ. Em cảm ơn chị nha. Chắc bữa đó thằng nhóc đã bị ướt nhèm bởi cái dù rách mượn của mình. Mình thiệt là nhỏ nhen và ích kỷ. Có lẽ điều vô tư nhất trong mỗi người chính là những nghĩa cử tốt đẹp chúng ta dành cho nhau. Tuy nhiên, đôi lúc vì sự đa nghi quá mức của bản thân khiến bạn quên đi những giá trị nhân văn vốn có của tình người. Vết xước của viên ngọc trai. Ngày xưa, có một chủ tiệm kim hoàng nổi tiếng khắp vùng vì chuyên sưu tầm mua bán những viên ngọc trai đẹp nhất. Một ngày nọ, ông mua được một con trai từ một ngư dân. Trời ơi, là một viên ngọc trai đen, trông nó thật tuyệt. Đây có lẽ là viên ngọc trai hoàn hảo nhất mà mình từng thấy. Chà chà, bán nó đi sẽ được nhiều tiền lắm đây. Ngày hôm sau, có một người đàn ông giàu có đang tìm kiếm những viên ngọc trai hoàn hảo tới tiệm kim hoàng xem hàng. Chào ông, tôi có thể giúp gì cho ông? Ông hãy đem tất cả những viên ngọc trai mà ông có ra đây cho tôi xem. Nói rồi, ông chủ tiệm lấy viên ngọc trai đen kia đưa cho người đàn ông xem. Khi lấy nó ra khỏi tủ, ông nhận thấy một vết xước trên bề mặt của ngọc trai mà ông chưa từng thấy trước đây. Là một vết xước ư? Tuy vết xước này không đáng chú ý, nhưng rất có thể nó sẽ làm giảm đi giá trị của viên ngọc trai đen này. Mình có nên bán nó hay không đây? Đây là viên ngọc trai đen rất quý hiếm. Ông là người sưu tầm ngọc trai thì chắc hẳn cũng biết được giá trị của nó lớn đến nhường nào. Tuy nhiên nó lại có một vết xước ở bề mặt. Đây, ông có thể xem thử. Tôi đường đường là một người chuyên sưu tầm những viên ngọc trai hoàn hảo mà lại đi mua thứ này về à? Tôi không thể chấp nhận một thứ không hoàn hảo xuất hiện trong bộ sưu tập của mình. Nếu ông chịu mua, tôi sẽ giảm giá cho ông. Giảm giá sao? Ngọc trai mà bị xước thì chỉ là đồ bỏ đi. Sáng hôm sau, có một thương gia bước vào tiệm.
Đây quả là một viên ngọc trai đen vô cùng quý hiếm. Tôi có thể xem nó được không? Được, tất nhiên là được. Viên ngọc trai này rất đẹp. Tôi sẽ mua nó với giá 10 quan. Ông bán cho tôi chứ? 10 quan tiền ư? Số tiền này quá lớn. Ông ấy không nhìn ra vết xước. Nếu biết ông ấy có còn muốn mua nó nữa không? Mình có nên nói cho ông ấy biết không? Đúng là viên ngọc trai đen này rất đẹp, nhưng nó lại không được hoàn hảo. Ông nói như vậy là có ý gì? Ông nhìn coi. Trên bề mặt của viên ngọc trai có vết xước nhỏ. Trước ông đã có người từ chối không mua vì vết xước này. Với tôi, đây là viên ngọc trai đen giá trị nhất vì nó mang trên mình vết xước rất tự nhiên. Không những thế, tôi còn nhận thêm được một thứ có giá trị hơn rất nhiều. Đó là sự trung thực của ông. Tôi sẵn sàng trả giá đầy đủ cho viên ngọc trai để thưởng cho lòng chính trực của ông. Ông chủ tiệm vô cùng cảm động trước sự hào phóng của thương gia. Ông nhận ra rằng danh tiếng về sự trung thực và chính trực đã mang lại cho ông nhiều thành công và hạnh phúc hơn bất kỳ viên ngọc trai nào có thể làm được. Ở trên đời, những thứ tốt đẹp nhất không có nghĩa là hoàn mỹ nhất. Nó không chỉ thể hiện qua vẻ bề ngoài mà còn được thể hiện qua nhân cách con người. Giá trị đích thực của nhân cách con người đáng giá hơn bất kỳ của cải vật chất nào. Trung thực và chính trực là công thức giúp bạn đạt được nhiều thành tựu hơn trong cuộc sống. Ba sợi tóc của người khổng lồ. Ngày xưa, nằm sâu trong khu rừng nọ có một người khổng lồ tên là Gian sinh sống. Vì vẻ ngoài xấu xí dữ tợn nên anh không dám kết bạn với ai. Cả ngày lủi thủi thu mình trong hang đá. Gian luôn khao khát có một người bạn để trò chuyện. Cách khu rừng không xa có một thị trấn nhỏ. Ở đó có một cậu bé tên là Ali. Ali rất thích chơi đàn guitar. Cậu chơi đàn rất hay nhưng lại mắc chứng sợ hãi, lo lắng khi biểu diễn trước nhiều người. Một bữa, Ali đi ngang qua hang đá nơi người khổng lồ sinh sống. Ở đây không khí trong lành, yên tĩnh. Cậu bé quyết định chọn nơi đây làm nơi tập đàn của mình. Ngắm màu xanh thẳm núi ngàn, trùng trùng điệp điệp như hàng bao quanh. Núi kia ôm trọn biển xanh, ta như hạt cát mỏng manh giữa đời. Ôi, tiếng đàn nghe thật du dương và trong trẻo làm sao. Người khổng lồ đi theo tiếng hát, núp trong bụi cỏ gần đó và nghe Ali biểu diễn nốt bản nhạc của mình. Từ bữa đó, ngày nào Ali cũng đều đặn tới trước cửa hang và tập đàn guitar. Người khổng lồ cũng ngụy trang thành một tảng đá bên cạnh để được nghe tiếng đàn của cậu. Một bữa nọ, Ali đang mải mê chơi đàn, không hề hay biết một con rắn đang bò đến gần chân cậu. Gian thấy vậy liền lao ra bắt lấy con rắn trước khi nó kịp phi những chiếc răng nanh nhọn quắc về phía Ali. Ôi, cứu tôi với, có quái vật xuất hiện. Nè cậu bé, xin hãy bình tĩnh, tôi không hề có ý xấu muốn làm hại cậu. Chỉ là tôi rất yêu mến tiếng đàn của cậu, nên mới ở đây để được nghe cậu chơi đàn. Tôi phải ngụy trang thành tảng đá, vì tôi sợ gương mặt xấu xí của tôi sẽ làm cậu sợ hãi. Bạn thực sự yêu thích tiếng đàn của tôi ư? Tôi cảm thấy rất vui và không hề sợ hãi vì ngoại hình của bạn. Chúng ta làm bạn nha. Tôi tên Ali. Ôi, Ali. Tôi tên Gian. Cậu là người bạn đầu tiên mà tôi có. Tôi thực sự rất hạnh phúc vì được làm bạn với cậu. Cậu có thể đàn cho tôi nghe một bản nhạc được không? Tôi... Hãy để tôi thử coi. Ali cầm cây đàn trên tay, nhìn người khổng lồ đang chăm chú nhìn mình chờ đợi. Thì cảm giác lo lắng bồn chồn lại kéo tới, khiến tay cậu run run, không có chút sức lực nào cả. Tôi thật sự xin lỗi. Nhưng tôi luôn sợ hãi lo lắng khi đàn trước mặt người khác. Tôi không thể tập trung khi có ai đó đang lắng nghe mình. Đó là lý do vì sao tôi lại ra đây để chơi đàn một mình. Gian nghe xong tâm sự của Ali, liền bứt trên đầu ba sợi tóc đưa cho cậu. Đây là ba sợi tóc thần kỳ. Cậu hãy lấy nó làm dây đàn. Nó sẽ giúp cậu không còn cảm giác sợ hãi và tiếng đàn của cậu sẽ lay động được trái tim của những khán giả nghe cậu biểu diễn. Ôi,
Nếu vậy, tôi có thể đăng ký tham gia buổi biểu diễn tài năng âm nhạc mà thị trấn tổ chức rồi. Rihanna, cảm ơn cậu nhiều lắm. Đây quả là món quà quý giá nhất đối với tôi. Ngày tổ chức cuộc thi tài năng âm nhạc trong thị trấn cũng tới. Ali tự tin trình diễn phần dự thi của mình trên sân khấu. Phía dưới, khán giả đều chăm chú lắng nghe cậu biểu diễn. Cảm ơn cậu Rian, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ có ba sợi tóc thần của cậu, tôi đã không hề thấy sợ hãi và có thể biểu diễn thật hoàn hảo trước tất cả mọi người trong thị trấn. Thật ra ba sợi tóc tôi cho cậu là ba sợi tóc bình thường, chúng không có chút phép thuật gì cả. Thứ giúp cậu chiến thắng cuộc thi này là nhờ tài năng, sự chăm chỉ, nỗ lực và sự tự tin của chính cậu đó, Ali à. Khi bạn mất niềm tin vào bản thân, bạn đang bỏ lỡ cơ hội để đạt được thành công. Tự tin là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách và giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn lao trong cuộc sống. Vịt con lười học. Trong lớp học của thầy Bồ Câu, khi các bạn đều rất chăm chỉ đua nhau học tập, thì chỉ có mình vịt con là rất lười học, thường xuyên trốn học đi chơi, không chịu làm bài tập về nhà. Bữa nay vịt con ngủ nướng, nên vì thế cậu lại đi học trễ. Thưa thầy, cho con vào lớp ạ. Bữa nay vịt con lại đi học trễ, thầy rất không vui với thái độ học tập của con. Được rồi, con vào lớp đi, lần sau con không được tới trễ như vậy nha. Đã có bài kiểm tra tuần trước, hầu hết đa số các con đều làm rất tốt, nhưng có bài của vịt con là nộp giấy trắng. Vịt con! Khi thầy Bồ Câu nhìn về phía vịt con, thì thấy vịt con đang chống tay ngủ gật. Vịt con đứng lên cho thầy biết, lớp mình đang học về cái gì? Con học. Bữa nay con khiến thầy rất buồn. Con liên tục mắc lỗi, đi học trễ lại ngủ gật trong giờ, bài kiểm tra thì nộp giấy trắng. Con cho thầy biết lý do tại sao con lại làm như vậy. Thưa thầy, con không biết làm. Vịt con à, con phải cố gắng hơn nữa thì mới có thể theo kịp được các bạn trong lớp. Hiện tại con hoàn toàn không nắm được những kiến thức cơ bản. Ngồi xuống đi, thầy yêu cầu con nghiêm túc hơn với việc học của mình. Một ngày, lớp học của thầy Bồ Câu được tổ chức một chuyến đi leo núi. Ban đầu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng sau đó họ gặp phải một cơn bão lớn và phải trú chân tại nhà của bác gấu nâu giữa ngọn núi. Ban đêm, tiếng gió rít gào giữa các khe núi khiến cho vịt con rất sợ hãi. Tiếng gì vậy ta? Mẹ ơi, con sợ quá. Vịt con run rẩy và không biết đó là âm thanh gì. Cậu quay qua tính hỏi các bạn, nhưng mọi người đều đang ngủ say và dường như không hề quan tâm đến âm thanh kỳ lạ này. Sáng hôm sau, đêm qua cậu có biết gì không? Hả? Biết gì cơ? Khuya hôm qua, mình thấy có một con quái vật khổng lồ chạy xung quanh ngọn núi đằng kia. Nó chạy qua chạy lại và phát ra những âm thanh cực kỳ đáng sợ. Ôi, âm thanh đáng sợ mà cậu nói thật ra là tiếng gió. Khi gió thổi qua khe núi sẽ tạo ra những tiếng hú như vậy, chứ làm gì có con quái vật nào đâu. Mèo con, cậu thiệt là giỏi. Sao cậu biết hay vậy? Kiến thức này tất cả tụi mình đều biết. Lần trước trong khi cậu đang gật gù trong giờ, thì thầy Bồ Câu đã dạy cho cả lớp phần kiến thức này rồi. Vậy là vì ngủ quên, nên mình đã bỏ lỡ những bài học quý giá của thầy Bồ Câu ư? Đúng vậy, mỗi tiết học, thầy Bồ Câu đều dạy cho chúng ta những kiến thức vô cùng giá trị. Mình nghĩ cậu nên chăm chỉ lắng nghe bài giảng của thầy hơn. Mình xin lỗi, mình hứa từ nay sẽ cố gắng học tập nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập hơn và không bao giờ ngủ gật trong giờ nữa. Khi có thời gian rảnh rỗi, nếu chúng ta lười biếng hoặc là tận hưởng cuộc sống, chỉ lo ăn lo ngủ mà không hề nghĩ đến việc đọc sách, trao dồi, học hỏi bổ sung thêm kiến thức cho mình, thì khi gặp vấn đề sẽ lập tức lo lắng, rối loạn, không có cách giải quyết. Chỉ có học hỏi, tích lũy, không ngừng phát triển bản thân thì chúng ta mới có đủ tự tin đối mặt với mọi việc xảy ra trong cuộc sống. Gặp tình huống nào cũng có thể ứng biến, hóa giải. Mèo con học gáy. Ngày xưa, trong một trang trại rộng lớn có các con vật sống chung với nhau. Một bữa trời vừa sáng,
một chú gà trống nhảy lên đống rơm với đôi chân cứng cáp. Nó hướng cổ lên bầu trời và cất cao tiếng gáy mạnh mẽ và vang vọng, truyền đi khắp cả nông trại. Một chú mèo con đang nằm ngủ cách đó không xa, bị giật mình tỉnh dậy. Ôi, anh gà trống, trông thật oai phong làm sao. Tiếng gáy vang như muốn rung chuyển cả trời đất, trông như một thủ lĩnh thực thụ vậy. Mình cũng muốn trở thành gà trống, để được mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng. Đúng là mắc cười. Cậu có biết gáy không mà đòi làm gà trống chứ? Không phải chỉ là gáy thôi sao? Mình sẽ học gáy giống anh gà trống để tất cả mọi người trong trang trại đều ngưỡng mộ mình. Thế là mèo con liền đi tìm anh gà trống, bắt đầu hành trình học gáy của mình. Anh gà trống ơi, em rất ngưỡng mộ tiếng gáy của anh. Anh có thể dạy em gáy giống như anh không? Chú mày muốn học gáy à? Được thôi. Đầu tiên muốn gáy được thì phải lấy một hơi thiệt là sâu, sau đó vươn cổ thiệt dài ra phía trước và gáy lớn. Tưởng gì chứ, dễ ợt. Em làm được ạ. Không phải như vậy. Chú phải nhướng cổ cao nửa lên. Khi gáy thì phải lấy hơi thiệt sâu. Mèo con rất cố gắng. Nó tập hàng giờ liền, nhưng tiếng gáy lạ lùng của nó vẫn không thể thu hút sự chú ý của những con vật trong nông trại. Có lẽ mình phải đi tìm bác gà trống để học gáy thôi. Bác có nhiều kinh nghiệm hơn anh gà trống, chắc có thể dạy mình trở thành một chú gà trống thực thụ. Dưới bụi tre già cỗi, gà trống già đang đào đất bắt những con giun to mập. Mèo con ở bên cạnh ra sức học gáy. Chú luyện đi luyện lại mà vẫn không thể phát ra âm thanh giống như tiếng gà trống gáy. Phải thở bằng bụng chứ không phải bằng cổ. Con nghĩ con chỉ có thể làm một chú mèo con. Con không bao giờ có thể là một chú gà trống được. Mèo con đang cảm thấy vô cùng buồn bã và nó muốn bỏ cuộc. Bỗng trong nhà có tiếng la lớn của chị vẹt. Có chuột, có chuột! Một con chuột nhắt đã ăn trộm miếng phô mát trong bếp. Mèo con nghe thấy thế liền lao nhanh vào bếp. Với sự nhanh nhẹn và thân mình dẻo dai, chẳng mấy chốc đã tóm gọn được con chuột nhắt. Mèo con giỏi quá! Mèo con giỏi quá! Đúng thế, đúng thế! Thì ra không cần làm gà trống. Chỉ cần là chính mình thì mình vẫn có thể giúp đỡ mọi người, làm những việc có ích cho trang trại và được mọi người ngưỡng mộ. Mỗi người sinh ra đều có đặc điểm riêng, sứ mệnh riêng. Sở trường của người này không hẳn là sở trường của người khác. Chúng ta không nên nhòm ngó cuộc sống của người khác hoặc cố gắng trở thành ai đó. Hãy cứ sống là chính mình, cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước. Bạn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng. Món quà của người giao hàng. Vợ chồng anh Tính có một cửa hàng bán quà lưu niệm cho trẻ con trong trung tâm thành phố. Cửa hàng lúc nào cũng đông khách, nhất là trẻ con. Anh chị rất yêu trẻ nhưng khổ nỗi lại hiếm muộn. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do hai người mở cửa hàng lưu niệm này. Bữa nay sắp đến Tết thiếu nhi có khác, quá trời khách anh à. Nhìn bọn trẻ thiệt hồn nhiên và vui tươi. Giá mà vợ chồng mình cũng có một mụn con cho vui cửa vui nhà. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Dù đường con cái của vợ chồng hơi vất vả, nhưng em thấy đó, nhà mình có bao giờ thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ đâu. Thôi thì trời cho cái gì, mình hưởng cái nấy em à. Chú ơi, chú thử con robot này giùm con được không ạ? Được chứ, để chú lắp pin cho con nha. Ngoài việc phụ trách nhập hàng, hợp đồng với các cơ sở sản xuất, anh Tính còn kiêm luôn người giao hàng. Gần 10 năm trong nghề, dường như anh chưa hề gặp chuyện buồn gì mà chỉ nhận được nhiều niềm vui. Cũng hôm nay, vào ngày quốc tế thiếu nhi năm ngoái. Bé Ngân ơi! Bé Ngân! À, chú Hề! Sao chú biết nhà con vậy? Tại vì có người rất yêu quý con và muốn chú mang những món quà này tới cho con đó. Chúc con ngày Tết thiếu nhi thiệt vui nha. Con không thích món quà này à? Nó trông cũng khá đẹp đó chứ. Con thích lắm. Nó rất là đẹp. Nhưng mà...
hiểu rồi. Bây giờ bé Ngân đưa chú vào nhà một xíu nha. Xin lỗi vì can thiệp vào chuyện riêng tư của gia đình, nhưng tôi cần phải góp ý vài lời. Bữa nay là quốc tế thiếu nhi, ngày vui của những đứa trẻ khắp nơi trên thế giới. Anh chị có thể vứt bỏ những bực dọc trong người mà cùng vui với cháu Ngân một đêm trọn vẹn được không? Con nít không có tội, đừng để trái tim con trẻ bị tổn thương vì những chuyện buồn của người lớn. Tổn thương tâm lý có thể ám ảnh suốt cuộc đời con trẻ đó. Xem như người giao hàng này van xin cả hai người đó. Cảm ơn anh, chúng tôi thiệt là tệ. Vậy bây giờ gia đình mình mời chú Hệ ở lại cùng dùng bữa tối nha con gái. Chú ơi, ở lại ăn tối với con nha. Chú còn phải tặng quà cho những bạn nhỏ khác nữa con à. Lần khác, anh tính giao quà cho một khách hàng là cậu bé 6 tuổi. Cậu nom rất thông minh và tỏ ra tinh nghịch. Chú giao hàng ơi, con muốn chú làm ảo thuật, làm xiếc cho con coi. Chú đâu có biết làm mấy cái vụ khó đó. Vậy chú diễn hài cho con coi được chứ? Chú rất dở về nghệ thuật điện ảnh con à. Vậy thôi, chú hát cho con nghe một bài nhạc thiếu nhi đi. Con sẽ tha cho chú. Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè. Có nhiều giấc mơ đẹp nha nhóc con. Vậy là chú Hề của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ ngày Tết thiếu nhi rồi đó ha. Bữa nay nhiều đơn hàng như thế, có mệt lắm không anh? Ngược lại em à, anh chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi. Em biết không, cứ nghĩ tới cảnh những thiên thần nhỏ nôn nao chờ anh tới tặng quà, bao nhiêu mệt nhọc trong anh đều tan biến. Anh yêu những nụ cười trong veo đó, yêu những ánh mắt háo hức chờ quà của bọn trẻ. Hơn 10 tháng nay, người ta không thấy vợ chồng anh thường xuyên lui tới cửa hàng mà giao lại cho nhân viên quán xuyến. Ủa, ông bà chủ lâu nay đi đâu mà lâu vậy em? Dạ, anh chị chủ hiện đang ở nhà chăm em bé, nên thi thoảng có việc cần thì anh mới ghé cửa hàng một chút thôi. Sau nhiều năm cơ cực chạy chữa, cuối cùng chị cũng mang thai và sinh được một bé trai kháo khỉnh rồi ạ. Sắp tới đây là đầy tháng của bé, nên anh muốn ở nhà chuẩn bị chung vui cùng thiên thần nhỏ của mình. Phúc đức quá! Vậy là cuối cùng ông trời cũng đã bù đắp cho hai vợ chồng hiền lành thân thiện. Cho chị gửi lời chúc mừng với nha. Tết thiếu nhi năm nay, anh tính tặng quà gì cho con trai của mình nào? Đó là tình yêu thương. Anh sẽ tặng cho con suốt cả cuộc đời này. Nhóc ơi, con chính là món quà tuyệt vời của chú Shipper này đó. Giọt nước mát trong mùa hạn. Mùa đang hạn, nắng gay gắt nhiều ngày khiến cho các ao hồ, sông suối dần dần cạn nước. Để có nước dùng, muôn loài sống bên hồ mộng mơ phải đi thiệt xa để tìm nước gánh về. Gia đình ớt con cũng thế. Mỗi ngày sau khi đi học về, ớt con phải giữ nhà để ba mẹ đi gánh nước ở ao sen bên xóm Bác Chàng Hiu. Một ngày nọ, mẹ ơi, mẹ cho con qua nhà Bác Chàng Hiu chơi một lát nha. Bác ấy có rất nhiều tài lẻ, bác có thể làm ra nhiều món đồ chơi khác nhau chỉ với vài cọng cỏ. Bữa nay con muốn Bác Chàng Hiu chỉ cho con cách làm những ngôi sao năm cánh. Được rồi, con qua nhà bác nhớ phải ngoan ngoãn và vâng lời bác nha. Dạ con nhớ rồi, con đi liền đây. Bác Chàng Hiu ơi, con ớt qua chơi với bác nè. Có chuyện gì không hay xảy ra với Bác Chàng Hiu ư? Mọi bữa bác ấy vẫn nhanh nhẹn ra đón mình kia mà. Mình phải vào nhà coi sao. Bác ơi, bác bị sao thế? Bác bệnh rồi. Chắc do bác tuổi đã cao, lại phải đi gánh nước xa dưới trời nắng như đổ lửa, nên bị cảm đây mà. Bác hết nước dùng rồi. Thôi, bác cứ nằm nghỉ đi. Con gánh nước giúp bác nha. Ớt con ngoan quá, bác cảm ơn con. Vừa nghe Bác Chàng Hiu cảm ơn mình xong, ớt con vội vã lao ra ngoài đi gánh nước. Con không quên lấy lá sen làm nón để khỏi bị cảm nắng. Với sức trẻ, ớt con không cảm thấy công việc gánh nước quá mệt nhọc với mình. Trời nắng to quá, đất đai nứt nẻ hết cả rồi. Mình cần phải bước cẩn thận, kẻo lọt chân xuống kẽ đất. Khi đó nước sẽ văng hết ra ngoài, thế thì tiếc lắm.
còn giỏi quá, nếu không có con, chắc bác chết vì khác rồi. Dạ, con đâu có giỏi gì đâu bác. Con giỏi mà, để thưởng cho con, ngày mai khi bác đỡ bệnh, bác sẽ chỉ cho con làm những ngôi sao thiệt đẹp, con chịu không? Vậy hả bác, con cảm ơn bác thiệt nhiều ạ. À. Có gì đâu, vì con là giọt nước mát của xóm này nên bác sẵn sàng chỉ cho con. Sao bác ấy nói mình là giọt nước mát ta? Nghe hay quá, bây giờ mình sẽ về nhà nhờ ba mẹ giải thích cho mình hiểu điều này. Trước khi khoe với cả nhà việc làm tốt hôm nay của mình, dù nhỏ tuổi, nhưng ít con đã làm được một việc ý nghĩa, mang lại sự ấm áp, niềm vui cho bác chàng hiu cao tuổi. Hành động đó thiệt đáng khen phải không nào? Sống trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta cần phải biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh, từ những việc nhỏ nhặt nhất. Các em nhé. Thank you.